Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sankhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Bhuti Yambi Bhutthang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Bhuti Yambi Thammang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Bhuti Yambi Sankhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati Yambi Bhutthang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati Yambi Thammang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati Yambi Sankhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì Saranakkahanam Nithitam. Pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. À ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta huệ ra ma ni sa kha bất năng sa ma di dạ mi. Còn xin vâng như điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na huệ ra ma ni sa kha bất năng sa ma di dạ mi. Còn xin vâng như điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mê cha cha ra huệ ra ma ni sa kha bất năng sa ma di dạ mi. Còn xin vâng như điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da huệ ra ma ni sa kha bất năng sa ma di dạ mi. Còn xin vâng như điều học là quy tránh xa sự nói dối. Surame rayaman chapamadathana huệ ra ma ni sa kha bất năng sa ma di dạ mi. Còn xin vâng như điều học là quy tránh xa sự dị uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta huệ ra ma ni sích kha bất đăng sa ma di dạ mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na huệ ra ma ni sích kha bá đăng sa ma di dạ mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra huệ ra ma ni sích kha bá đăng sa ma di dạ mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da tha na huệ ra ma ni sích kha bá đăng sa ma di dạ mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ma ni pan cha se ka ba da ni sa tu kang ka to ang ba ma de na ni cha ka lang samara khi ta bang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quen giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doanh tị, sì lê na phu các sâm bác đai, sì lê na ni phu tinh doanh tị ta sâm an, sì lăng quỷ sô tha dê. Cho chúng sinh được sanh về cõi trời, cũng như dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dự giới,
được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thai. Và sau đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamange na vande hằng ba đa bằng sùng qua uttamang bút thể vô khali tô đô sô bút vô tham tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng tham mạnh cha đu vi thằng quá rằng tham mê vô kha li tô đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần. Và con xin đọc lại, con xin sám hối. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xả tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng sanh khanh cha đu vi tốt ta măng sanh thề vô kha li tô đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Liệt Thông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không cùng chư Tôn Đức Quý Bà với cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con kính xin ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo hôm nay. Và con kính dâng mít đến ngài. Phô va tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa đề va ta sa pa bu đề hai nu pha quê na sa đa so thi phô văn tu tê phô va tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa đề va ta sa pa tham ma nu pha quê na sa đa so thi phô văn tu tê phô va tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa đề va ta sa pa sang ca hai nu pha quê na sa đa so thi Phật quanh tụ tên, tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo Pháp, do nhờ quả đức của chư Tăng. Các sự thành lợi thường thường đến người, sô á thá lạ thô xúc tổ vô rô nó hô bô tát sa sa nê a rô gô xúc kỳ tổ hô y sa hạ sa bế nha thí phi tê a thá lạ thá. Sukita Varuna ha Buddha sa sa ne a ro ga Sukita ho i sa ha sa pe nya ti pi te a tha la tha Sukita Varuna ha Buddha sa sa ne a ro ga Sukita ho tha sa ha sa pe hit nya ti pi. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thai. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang cặp tắc bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sạp ta sanh nhi nô ạp ti dê cha sát ta san ni no
ca tăng quân nhà phá lăng mây hàng sập bê phá ghi phá hoàn tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng quân nhà phá lăng mây già dê chát tập tha na cha nan ti đề qua gần tòa ni huệ đa dùm sắc bề lô cầm ni về sắc ta chỉ quan ta ha ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sắc bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cũng trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước cơ hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rải, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hệ lệnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhạc. Chúng sanh thế giới các hàng và nhờ thọ thực sinh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô, nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh nơi lạc cảnh. Y đăng quá ta mê buồn nhân a sa quá ca già quá hằng hồ tu, xin cho sự phước bảo mà con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã lăng tâm thanh tịnh cùng con đọc kinh lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Phước báo nào có được trong ngày hôm nay, con kính dâng đến Ngài Trí Đức, Ngài Liệu Tông, Sư Quán Không cùng tất cả chư tăng, quý bà, quý cô tu nữ. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý Ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm thành tựu được đạo quả niết bàn. Con cũng kính dâng phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị luôn an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Bồ Tát Ma. Và bây giờ con đã thấy Ngài Liệu Tâm vào room rồi. Và bây giờ con cũng xin đọc bài thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma cha lô ca thi ba tì sa hầm ba tì ca tâm cha lì anh thi qua rằng a ya cha tha san tê tha sắc tập ba ra chắc ca cha thi ca đề xê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sắc thầm ma phê rình quý na dân ca cha ca dân xuất tình cha bàn thằng a phi thầm ma chậm mang a cô ta dành tô cha tu sắc cha đành đằng bậc bồ tha này về ba đi xa gia mạch chê. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng màu duyên phúc, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, toàn thỉnh pháp sư đã xong, con kính cung thỉnh Ngài Liệu Tông thử mít. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch Thiều Tông, dạ kính thưa các con xin nam, con xin nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Thầm Ma, dạ. Nam mô Sang Ca, dạ. Dạ con nghe âm thanh của Ngài rất là rõ, dạ. Con thấy trong đạo tràng cũng nghe âm thanh của Ngài rất là rõ. Dạ, giờ đây con kính dâng mic trở lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch Địa Tạng, dạ, kính thưa cho quý vị. Bữa nay con thấy vị nào có thể làm MC được, quý vị có những câu hỏi gì thì xin chat lên, chúng tôi sẽ dựa vào đó để trả lời ha. Chứ còn không thì vô đây mà để mất thì giờ cũng hơi uổng. Còn thì sự quản không vô đó rồi có gì lên tiếng thì xin mời. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, xin mời quý vị, không lẽ vô thầy quý vị nhập thiền hết thì chắc phải đóng rụm đi ngủ quá. Mời quý vị gì nào có gì những gì cần bàn thảo thì xin chat lên hoặc có thể đưa tay cầm mic cũng được. Chúng ta sinh hoạt theo cái lối thông thường. Anh là gì nào có những gì thắc mắc xin mời. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Thầm Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ thưa Ngài, dạ, con có nghe một vị giảng là mình làm một việc bố thí đó thưa Ngài, nhưng mà mình có thể thành tựu được cả 10 cái ba la mật đó thưa Ngài. Dạ, cái này như vậy là mình có như vậy thì mình phải bố thí như thế nào để mình có thể thành tựu được vậy thưa Ngài? Dạ con xin Ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch Địa Tạng, dạ, kính thưa cho quý vị. 10 cái ba la mật thì nó là 10 chuyện khác nhau, chứ làm sao làm một việc mà được cả 10. Ta nhớ nó có 10 chuyện khác nhau chứ không phải là một chuyện. Bây giờ quý vị nói cái chuyện bố thí không á, mà quý vị muốn cho nó thành ba la mật cũng đã khó rồi, chứ đừng nói tới 10. Thành ra chúng ta làm từng cái. Nếu mà có nhiều thì giờ thì chúng ta làm nhiều cái ha. Còn không thì từng cái nguyện trong tâm trước, rồi sau đó làm gì cho con. Ai mà nói làm một cái mà thành 10 thôi chứ tu tắc thì cũng không được nữa chứ ở làm gì vậy ha. Thành ra làm cái gì thì nó cũng phải có cái điều kiện của nó chứ không.
Nó cũng phải có điều kiện chứ không phải lúc nào muốn làm gì cũng được. Đó. Thành ra 10 cái đó, tức là thứ nhất là đa ná, tức là bố thí, thứ hai là sĩ lá, thứ ba là nét khẩm má, thứ tư là bành nhà, thứ năm bí đi giá, thứ sáu cảnh tị, thứ bảy sạc trà, thứ tám là thiết thả ná, thứ chín meta, và thứ 10 là upekkha. Thì hỏi 10 cái đó nó khác nhau thì làm sao làm một cái thành 10 được. Nhưng mà trong lúc mình làm cái bố thí thì mình có thể lôi kéo một số cái khác theo mình. Ví dụ như mình xin thọ tam quy ngũ giới, mình cũng nguyện để thành ba la mật. Rồi mình bố thí mà có giới, mình có thể dùng trí tuệ để mình làm những cái điều kiện về bố thí cho nó đúng mức. Mình nhiều khi gặp những cái trở ngại gì trong việc làm việc bố thí đó thì mình phải có pháp nhẫn từ cảnh tị. Thì nó được thêm một vài cái nữa chứ không thể nào thành 10 được. Nhưng mà trong những cái mà mình thêm vô đó thì mình đều phải nguyện để cho nó thành ba la mật. Còn nếu trường hợp mình không nguyện thì nó làm sao thành ba la mật được. Phải nhớ đó, nếu mà mình thường thường chúng tôi khuyên quý vị là nguyện không có nên có thêm câu thòng rồi để kiếp sau sanh làm này làm nọ, đó không có nên. Bởi vì khi mình có cái câu thòng đó, tức là mình tạo một cái chủng tử để cho mình tiếp tục luân hồi. Nguyện ba la mật, nguyện đi ra luôn. Nhưng mà chừng nào nó đủ năng lực nó mới cho mình đi ra. Còn nếu mà nó không đủ năng lực thì mình vẫn phải đi từ từ, chứ làm sao mà nguyện ba la mật rồi còn thòng thêm câu nữa. Nếu mà chưa có thời gian cho quả sinh thực, sanh về cõi này cõi nọ để tiếp tục làm này làm kia chị. Thành ra phải biết cái cách của nó rồi mình làm. Thì làm một cái nó có liên hệ tới một vài cái, nhưng mà không thể một cái mà thành được 10 ba la mật cả. Nam mô Bích Thầy nhé. Dạ con xin tri ân ngài. Dạ trong đạo tràng con mời đạo tràng có câu hỏi ạ. Dạ có một câu hỏi của đạo hữu Sát Tháng, con xin đọc cho ngài ạ. Bạch ngài, nếu chúng con phải sống chung với những người nhiều tâm sân thì chúng con phải giữ tâm hoặc quán tưởng như thế nào ạ? Dạ đó là câu hỏi của đạo hữu Sát Tháng. Dạ con xin ngài trả lời ạ. Nam mô Tu Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tổ Hiền Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Mình sống với những người đó thì họ có cái gì kể họ, chứ mình liếc mắt qua liếc mắt lại chi, rồi bây giờ hỏi phải giữ tâm như thế nào. Họ sân thì chuyện của họ, mình đừng bao giờ để tâm đó. Mình có những việc mình làm để mình có thể mình sống rất an vui trong những cái cộng đồng như vậy. Còn mình là người nhiều chuyện, có thể thấy ai làm thì cũng ngó, ai làm gì cũng nhìn. Thì lúc đó là mình sống với cái người mà có trí tuệ đó, mình cũng chết như thường. Tối ngày cứ ngó qua liếc lại để coi anh ta làm gì. Thì chi vậy? Nghe? Cái gì nó nhớ đó. Là ăn thua gì là ăn thua nơi mình, nơi cái tâm của mình. Họ sân là chuyện của họ. Mình đừng để cái tâm mình dính vào những cái hành động của họ. Mà một khi có cái gì mà nó phát sinh liên quan tới người đó trong tâm mình thì mình phải biết để mình đừng cái cho nó phát triển. Thế còn bây giờ mình sống chung với họ tối ngày mình là không biết giữ tâm thế nào, là tại vì cái tâm mình cứ chạy qua bên chỗ người ta, chị người ta cười mình cũng ngó, người ta nhảy mũi tặng hắn gì mình cũng dùng cái tâm mình để nhìn người ta, thì làm sao thành được. Thấy chưa? Mình sống vì mình sống cho mình thôi, thì sống giữa người sân người gì cũng không sao đó. Quý vị thấy ở Việt Nam chúng tôi không biết sao chứ, như ở Thái vậy, nhiều cái chùa cả mấy trăm ông sư người ta vẫn an lành không chứ có ai đâu. Dĩ nhiên cũng có những ông sư có tật xấu, nhưng mà chuyện tật xấu là chuyện của họ, chứ không lẽ anh ta có tật xấu với anh ta là mình cứ mình ngó mình rình coi anh ta xấu như thế nào à. Nên sống cho mình dựa dòng số cái điều kiện để cho mình luôn luôn có thiện pháp nằm trong tâm, thì cái chuyện của người ta đừng ngó qua ngó lại, thì cái mình được an vui chứ không có gì cả.
Nam mô Phật Tha Dạ. Dạ, đạo hữu Sát Tha đã xa thú, con xin tri ân ngài. Dạ, con mời đạo tràng. Dạ, con mời đạo tràng. Đạo tràng hôm nay cũng đông quá nè. Mỗi người cho một câu hỏi đi ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, sư Quán Không, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, cho con có một câu hỏi là mình làm thế nào mà để mình tạo phước mà với được cái tâm hợp trí thưa sư? Sư có thể giảng để cho con được hiểu về tạo phước mà với được cái tâm hợp trí. Dạ con xin dâng bích tới sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì mình biết phải biết tường tận cái việc mình làm, còn mình không biết thì chắc chắn là không thể nào đủ được. Ví dụ bây giờ mình bố thí thì cái người nhận đó mình biết cái điều kiện cần thiết họ là cái gì, rồi mình mới đem cái vật đó mình tới mình bố thí. Mà trước khi mình làm nó mình phải có tác ý, nghĩa là giữ cái tâm nó trong sạch, giàu rằng khi mình gặp cái người mình muốn cho cái đó đó, mình thấy người ta có cái điều kiện gì đó có thể là nó làm cho mình tích tắc, cái lúc đó là nó làm cho cái tâm mình bị phiền não liền à. Thì mình phải tạo một số cái điều kiện để mình chuẩn bị cho sẵn, khi nào gặp những chuyện đó cũng không nhầm vậy. Nên nhớ chuyện tôi đang làm một việc là bố thí à. Thì bố thí là thường thường là nó có bao nhiêu chi thì mình phải hiểu, bố thí nó có bao nhiêu loại thì mình có hiểu. Thì khi mình làm gì đó mình tránh những cái việc mà nó không có lợi cho cái việc bố thí. Mình làm gì đó mình tránh những cái việc mà nó gây phiền não cho cái tâm mình trong lúc làm cái việc đó. Rồi là sau khi làm mình vẫn quan sát cái tâm mình như thế nào, chúng tôi gọi là niệm thí đó. Thì trong vài lần nó quen như vậy rồi thì cái thói quen đó nó giúp cho mình làm cái việc đó với đầy đủ những cái điều kiện đó, thì cái trí tuệ thì mình mới làm với cái tâm có trí tuệ được. Chứ còn thường thường mình cũng làm việc thiện. Bởi vì nó nhớ khi làm việc thiện thì nó có 3-4 chuyện, tức là trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, và sau khi làm thời gian rất là lâu. Thì nếu trong 4 cái điều kiện đó mà nó được cái tâm hợp trí thì cái quả nó hoàn hảo. Mà trong lúc nào đó thì cái trước khi làm, hoặc trong khi làm, hoặc sau khi làm, hoặc sau khi làm thời gian lâu, mà cái tâm mình khởi lên phiền não thì nó vẫn làm cho cái năng lực của cái đối sự bố thí nó mất liền. Đó. Ví dụ như mình không hiểu một số cái chi tiết về bố thí, nói chừng mình làm xong mình nghe người ta nói, tự nhiên cái tâm mình nó phân vân. Mà khi phân vân là đối với phạm nhân là cái ác pháp nó phải phát sanh. Mà khi cái ác pháp nó phát sanh thì bao nhiêu chuyện nó xảy ra chứ, nó mà là chuyện xấu thường thường. Thành ra mình muốn nghiên cứu, thí dụ chuyện nói về bố thí không đó, ngài hộ pháp ở Viên Không, ngài viết thành một quyển sách luôn. Thì quý vị biết nó là chuyện lớn chứ nó không phải chuyện nhỏ. Muốn làm việc thiện á, cái nào nó vậy, nó có một số cái điều kiện. Thì bây giờ kia tiền quyển sách đó vô trung tâm hộ tông đó, đó A Di đó, lấy cái quyển đó xuống học coi có bao nhiêu chuyện về bố thí. Tại sao có chuyện nhỏ mình cho là nhỏ, nhưng mà ngài viết gần 200 trang như vậy thì quý vị mới biết nó là chuyện lớn chứ nó không phải chuyện nhỏ nữa. Thành ra khi mình hiểu gì rồi đấy, cho tất cả những việc khác chứ không phải việc đó không. Khi mình làm phước á, tức là thập phước thiện đó, bố thí trì giới này kia, mình đều phải biết những cái chi của nó, chứ mình không biết không được. Ví dụ thường thường đó, ngày nhật mình đi chùa gọi là thính pháp đó, tức là mình nghe ông sư tụng Bali mình không hiểu rồi cái buồn buồn không biết sao quay ra góc ngồi giữa
cái gốc cây chùa đó, cái lấy đồ đó bấm bấm rồi ông thư ở trên ông tụng thiết gì ông mình không hiểu vậy, rồi mình muốn có phước là phước vậy, thấy không? Nó đã không thành rồi thì ta phải nghiên cứu hiểu đó. Mà một khi mình thắc mắc, chúng tôi nói rồi, khi một mình thắc mắc gì liên quan tới gia pháp là nếu mình đã gần chùa, mình lại chùa gặp sư hỏi liền, đừng để trong tâm, để rồi mày vài bữa mình quên rồi, khi mình làm cái gì liên quan tới chuyện đó thì nó lại rất yếu. Đó. Thành ra tùy thời đàm luân pháp là vậy, là không phải chờ tới ngày nhật có buổi thuyết pháp mình mới tới là tùy thời, không phải. Tùy thời là tùy cái điều kiện của mình và điều kiện của ông sư, tức là mình có thắc mắc về chuyện đó, nếu có thể liên lạc được thì mình gọi vô mình hỏi ông sư đó có rảnh hay không, mình tới gặp hỏi liền. Chứ thường thường mình không hỏi ngày một hai ngày quên thì nó không còn là tùy thời nữa, mà là phi thời. Thành ra thường thường đó, mình học Phật pháp mà ít có cơ hội để mình học, mình làm được cái phước báo nó đầy đủ là tại sao? Là tại vì thường thường ông sư đó, mà ông thuyết pháp là ông thuyết theo cái điều kiện của ông, chứ chúng tôi đa số là không có khả năng để biết những cái người ngồi phía trước nghe họ muốn gì, họ muốn nghe cái gì thì chúng tôi không có biết. Quý vị nghĩ thấy cái chuyện Đức Phật làm cái gì sẽ biết, lọt người nào lọt về giọng trí của ngài tới ngài mới tới nói pháp, còn nếu không lọt vào cái giọng trí của ngài thì ngài không nói, dầu rằng người đó tới đảnh lễ ngài, ngài cũng không có nói gì, bởi nói nó vẫn là vô ích như thường, dầu rằng mình nói pháp vẫn là vô ích chứ làm sao hết. Nói pháp khi nào rằng người nghe có lợi, và khi họ hỏi lại mình có khả năng mình giải thích cho họ thì cái đó mới là đúng thời nghe chánh pháp đó. Chứ còn mình nghe rồi nhiều khi rồi, mình nghe thí dụ như bây giờ mình chưa học các căn bản về di pháp về gì hết á, rồi mình đi vô mình nghe ông sư ông giảng một số cái bài mà rất là cao, thí dụ như bài chuyển pháp luân đi, chuyển pháp luân quý vị không có căn bản về di pháp, quý vị nghe chơi cho vui chứ nghe bảo đảm hiểu tới nơi là không hiểu được, thành ra mình phải chuẩn bị một số cái điều kiện như đó, thành ra khi mình nghe pháp nó mới đúng thời, mình nghe pháp mới có lời lòng, còn nếu không chưa chắc. Quý vị thấy từ quý vị tới chùa chủ nhật tôi thấy không, ngồi cao cảm cả trăm người có tại chùa, nghe ông sư ông lên ông tụng ba ly hay là những cái bài kinh thủ tăng nghiêm gì ông nó nghe có hiểu gì đâu, phải không? Cái đó là phi thời tính pháp chứ không thể là đúng thời nghe pháp, nên tìm hiểu điều một số cái điều kiện gì giáo pháp để mình có thể mình hỏi, hoặc là mình có thể mình nghe mà mình có thể mình hiểu được thì cái đó mới trí tuệ mới phát sanh được. Vài lần đầu có thể trí tuệ không có, nhưng mấy lần sau trí tuệ phát sanh được. Còn nếu mình không tạo điều kiện thì mình đi nghe hoài vẫn nghe với cái tâm lý trí như thường. Nam mô Bích Thạ vậy. Dạ, sa thú. Dạ, con xin tri ân sư. Dạ, con thêm một cái câu hỏi nữa là thường... Như mà những cái ngày mà mình đi chùa đó thì con thấy có những cái đi chùa thì mình cũng rất là vui thích, rồi có những cái sự nhộn nhịp rồi đi chùa, rồi có những chùa tổ chức những cái buổi lễ, rồi cũng có ca nhạc rồi. Như vậy đó, mình khi mà mình vui thích và mình cái sự nhộn nhịp đi chùa như vậy có thể được gọi là tùy hỷ phước không thưa sư? Dạ, sư có thể giảng dùm cho con điểm này và dạ, con xin dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Trong chùa mà quý vị tới chùa mà nghe nhạc quý vị hỏi tùy hỷ phước là tùy cái gì? Nói thật sự đó, những cái chùa mà họ làm đúng á, thường thường đó, những cái người đi chùa đó, những cái ngày hoặc là những ngày mà chùa nó mở thí dụ ngày chủ nhật đi, thường thường người ta cho Phật tử là thọ ta tám giới trên thông cho thọ ngũ giới. Để làm gì? Để cho mình có điều kiện tránh được một số những cái chuyện mà có thể nó tạo làm cho cái phước của mình nó kém. Chứ còn bây giờ chùa mà ở nhà quý vị, thường thường quý vị nghe nhạc, quý vị vui, quý vị thỏa thích cái sự nghe nhạc với cái tâm gì mà quý vị nó có ít. Tâm tham hợp tà hết á. Đừng nói gì.
Đó. Mà chưa chắc quý vị thích cái bản nhạc đó, thích cái người ca không chị? Bởi vì chùa mà tổ chức nhạc, ông sư ông đâu có ca đâu mà quý vị nghe cái người ca quý vị thích lời ca, ông không ra. Mà ông phải tìm những cô ca sĩ mà nổi tiếng, duyên dáng rồi này kia, rồi quý vị thích là thích cái gì? Mà đòi có phước, đòi tỷ phước, phải không? Mình nhớ đúng mức chùa là nơi thanh tịnh. Mình vô đó có thể là mình không có khả năng về Phật Pháp, nhưng ít nhất mình cũng có khả năng để mình tạo cho mình một cái tâm yên lặng với cái sự thanh tịnh của chùa. Thì cái đó mới xứng đáng gọi là đi chùa. Còn bây giờ mình không bao giờ mình đi, mình nghe chùa đó là có cô ca sĩ đó tới là kia, có bữa hát nhạc kèm xong cái mình đi tới chùa để làm gì vậy? Tới chùa gì cô ca sĩ chứ đâu phải gì Phật Pháp của Đức Phật đâu, phải không? Mà mình tới chùa gì cái cô ca sĩ nổi tiếng đó thì mình đợi mình nói có bước là bước gì. Nói tiếng Việt nói cho nó có văn phạm chút chứ nói tiếng Việt kiểu đó không nên. Thành ra những cái chuyện mà quý vị và quý vị nhìn những cái vùng này biết là chỉ có chùa Việt Nam á, người Việt mình đó, khi mà tổ chức vui vẻ rồi có văn nghệ trong chùa, chứ quý vị đi coi mấy cái chùa mà Thái, chùa Miến Điện rồi có không có. Lâu lâu rồi có những cái chuyện mà họ cần ấy là họ mướn ở ngoài, mướn ở mấy cái hội trường của mấy trường trung học gần đây, hoặc họ đi ra ngoài bạc họ làm cho họ không làm trong chùa. Thì nhớ chuyện đó, vì mình thấy vậy đó. Ở đây trong chùa mà tổ chức dân nghệ biết là mình dính vô là mình dỗm luôn, chứ đừng có nói tiếng nào đó. Thành ra phải biết cách. Thì cái sự tới chùa mình nó mới phát sinh lợi ích. Còn mình mà không biết cách thì cái sự, nghĩa là mình không học cho nên là hiểu một số cái điều kiện liên quan cái người đi chùa như thế nào đó. Thì chắc chắn trước sau thì quý vị cũng tạo nghiệp ác nhiều hơn nghiệp thiện, dầu rằng mang tiếng là đi chùa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con xin kính tri ân những lời giảng giải của sư ạ. Dạ, con không biết là trong đạo tràng có ai có những câu hỏi thắc mắc trong tuần vừa qua để có thể đưa bàn tay lên đặt câu hỏi với sư. Dạ, con thấy bàn tay của Sít Hà. Rồi, xin mời Sít Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Thà, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đại tràng. Dạ, thưa Ngài, Ngài sẵn anh Giang Nhật Hà có đặt cái vấn đề về nghe nhạc đó. Thưa Ngài, trong chùa đó thì con cũng mạo muội hỏi, tại vì con cũng có đi một cái chùa thôi. Con cũng tạm nói chỉ cho chùa thôi, không phân biệt chùa Thái hay chùa Tích Lan hay Miến Điện hoặc là chùa Khmer. Thì con chỉ nói là cái ngày lễ Katina đó thôi. Thì con thấy mỗi cái chùa nó có cái sự có được một chút gì đó văn hóa, thì thôi cũng tạm gọi lại vậy. Nhưng mà con lấy làm lạ là tại sao cũng có nhạc mở giống như cái loa đó thưa Ngài, ca sĩ loa mà thực ra là ca sĩ hát, rồi cũng có múa lân tràn động, thì con cũng thấy làm lạ. Thì thường con cũng ít đi chùa này, lần đầu tiên con đi con thấy rất là lạ. Thì đối với Phật tử chúng con thì thọ năm giới không sao, nhưng mà con thấy khi mà mình mở nhạc vậy thì hình như mình vô tình để làm cho các sư ở cũng hiện diện đó cũng nghe những cái âm thanh tiếng nhạc, thì hình như nó không, cái giới cũng bị đứt đoạn, con nghĩ là vậy. Thì con cũng lấy làm lạ. Thì cái đó thì con không biết là do cái sự tổ chức hoặc là do cái văn hóa, thì cái đó con cũng có cái thắc mắc đó. Là thường thì con không có thấy ở những cái chùa con đi, nhưng mà đây lần đầu tiên con đi tới một cái chùa thì con thấy cũng hơi là lạ đó thì. Dạ, thì cái đó nếu mà như vậy thì các vô tình Phật tử có phải cũng làm cho quý sư khó xử, tại vì phải nghe những cái tiếng nhạc đó, vì biết đâu mình cũng
du dương theo cái tiếng nhạc thì mình cũng hóa ra hình như chư tăng cũng có phạm giới không? Dạ, con xin cha mấy thầy cho con giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tăng, dạ kính thưa chư quý vị. Nghĩa là đa số là cái đó là do cư sĩ Phật tử, mình gọi cư sĩ Phật tử đó. Bởi cái chùa đó mà nói chung là bây giờ mà không làm gì hết á thì chùa vắng que như chùa Bà Đanh liền. Bởi vì có một vài chùa họ làm trước, Phật tử đổ xô tới đông, rồi từ đó về sau cái chùa khác nó bắt trước làm, là nó làm riết thành cái thói quen. Mà thành cái thói quen, cái chùa nào mà không làm á thường thường chùa đó vắng lắm hả. Thành ra cái làm không ít thì nhiều cũng có. Bây giờ là cái tình, bởi vì chúng tôi nói nhiều lần là thời mạt pháp mà, thành ra mình đừng có suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà mình cố gắng mình giữ cái tâm mình để đừng có dính vô mấy cái đó. Mình tới chùa, nếu mà mình tới gặp cái đó, mình ra ngoài sau mình ngồi chờ khi nào họ làm tăng sự cho đúng đó, thì mình vô mình giữ cái đó rồi mình về. Chứ còn giữ xong rồi cái ngồi cái nghe ấy, bây giờ chùa nào như cũng bị giá đó. Thứ nhất là kể các chùa Việt Nam, tại vì nó dính từ cái thời, nghĩa là nói trắng là thời trước thì không có đâu, nhưng mà sau năm 75 này trong nước có một số cái ca sĩ thứ nào cũng dậy lên vô chùa hát rồi ông dùng, nó lan ra bệnh hay lây, mà nó lây riết. Bây giờ thực sự cái chùa nào mà không có làm mấy cái đó là giống như chùa Bà Đanh đó, giống cái gì đó. Cái chùa Pháp Vân vậy, hồi mới đầu là đi mướn ngoài chỗ ngoài làm chứ không làm chùa. Rồi sau này đó, thấy cái chùa khác nó làm thì cũng vậy, cũng có những cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà chúng tôi ít có khi nào chúng tôi là léo hó tới đó đâu, dù không đồng tôi lại chứ không có dính. Mình ráng mình giữ cho mình, chứ giờ mình nói ra ngoài không được, khổ vậy đó. Ở đây nói là hoàn thành hôm lép, thành ra mình giữ cho mình để được những cái điều kiện của mình, chứ còn mình nói là không được, bởi vì mình không có đầy đủ cái power để làm việc đó. Thành ra quý vị cũng vậy, nếu quý vị muốn đàng hoàng thì cứ lựa những cái chùa, dầu là chùa đó có thể là chùa ngoại quốc chứ không phải là ấy, thì mình tới đó để mình tạo phước báo rồi cho nó đầy đủ. Chứ còn có những nơi mà mình tạo phước báo nó không đầy đủ, nó lỏng lẻo chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà cái quan trọng đó, hồi bây giờ mình đi mình còn khỏe thì không sao đó, không có gì mà gọi là bức xúc cả. Nhưng mà cái lộ cần tử nó phát sinh, mình nhớ tới những cái cảnh đó, cái tâm mình nó có bức xúc không? Cái gì nó nhớ chuyện đó. Đó. Mình cứ nghĩ vậy biết à. Chứ thời mình nhật về thì không sao, tại mình còn khỏe, cái tâm mình hết có lạng hoàng lắm. Nhưng mà khi mà mình thấy cảnh giới rồi thì cái quý vị biết, quý vị có điều khiển được cái tâm quý vị lúc đó hay không? Hay là tự trách mình tại sao vậy, tại sao này nọ rồi ông chung, chẳng lẽ không nên tới gì ông chung, lúc đó thì biết liền à. Thành ra nên cố gắng giữ cho mình tránh một số cái điều kiện đó, để cái thời cuối cùng của kiếp này sẽ không phải hối hận. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, sẵn Ngài nói về cái cộng nghiệp, con có câu hỏi, con có nghe dạy như vậy. Vị sư nói con là khi mà mình không có thể làm gì cho một, hay có sự giúp đỡ, hoặc là không có thể làm cái cho cái tình trạng nó, cái situation nó có thay đổi gì, thì mình nên tránh xa đi, mình đừng có lãng giảng cái đó. Cũng ví dụ, cái đó là cái ví dụ của cái vị sư này giảng cho con, thì nói rằng là thí dụ quý Phật tử đi ở một cái, đi ra ngoài đường á, chợ đó, thấy người ta đang làm cắt cổ gà, cổ vịt, mà mình biết là mình không thể cứu được cái con vật đó, thì thôi mình đừng có lãng giảng tới đó, mình tránh xa đi. Tại vì không chừng mình đi vô ngay cái thời điểm đó, mình cái tâm mình nổi sân, hoặc cái tâm mình nó bất tội nguyện, hoặc là mình không, hay là nếu mà không biết đạo nữa, mình cũng vui theo cái sự giết đó, thì hóa ra mình sẽ bị cộng nghiệp.
thì cái đó nó cũng không có tốt gì cho cái đường tu tập. Thì cái đó là cái dạy của cái vị sư đó. Thì con lúc này nãy con nghe Ngài nói tổng nghiệp thôi, sẵn Ngài có thể giảng thêm cho con rõ thì con thấy nó cũng rất là hợp lý. Thì con không biết để Ngài giảng dạy thêm cho con nghĩ chắc thực tử ở đây là thằng cũng nghe. Dạ con xin trân mất lại cho Ngài giảng dạy. Nam mô Bố Tha Giá Kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Giá Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự có cái mình tránh được thì mình tránh, cái mình tránh không được thì thay vì mình nhìn cái việc đó thì mình nhìn lại cái tâm của mình, thử xem nó phản ứng cái vừa thấy như thế nào. Nên khi mình nhìn lại cái tâm của mình thì mình có thể mình uốn nắn cái tâm mình, nó đừng có liên quan tới cái chuyện đó được đó. Chứ còn bây giờ đó, có những cái điều kiện mình hằng ngày đó sẽ mình mới tránh được, nhớ chuyện gì là nhớ đó. Chứ nếu mình tránh được, mình tránh cho mắc gì. Nhưng có những điều kiện không tránh được. Thì cái phương pháp hay nhất là mình nhìn lại chính cái sự suy nghĩ của mình lúc đó, nhìn lại cái tâm mình lúc đó nó như thế nào, để mình hướng dẫn, mình lôi nó ra. Lôi ra bằng những cái câu kinh tiếng kệ mà mình đã thuộc đó. Thì mình dùng cái đó để làm cho cái tâm mình nó đừng có nghiêng về cái chuyện mình vừa thấy. Chắc chắn thì mình không thể nào tránh khỏi những cái chuyện là nó rất là nó nhanh và nó rất là vô tình đối với mình, nhưng mà nó lọt vào mắt lỗ tai mình. Thì cái chuyện quan trọng là mình phải nhìn lại cái sau khi nó lọt vô lỗ tai, lọt vô cái tâm của mình đó, thì cái tâm mình lúc đó nó là ác pháp hay là thiện pháp. Mình chỉ có cái cách đó để mình sửa đổi cái điều kiện của tâm mình lúc đó mà thôi. Chứ còn nếu mình không có nhìn lại cái tâm mình á, mình để cho nó một là nó quan hệ, hai là nó thù ghét cái người đó, làm nhiều ác vậy, bây giờ có người ta dễ đi cắt cổ, chuyện đó thua tới mình mà mình đi mình thuyền trả, phải không? Mình có mình nhìn tới cái tâm mình để cho những cái chuyện đó nó đừng xảy ra. Hoặc là mình đừng có suy nghĩ lang bang, làm cho cái tâm của mình nó rối lên, không biết được, không biết mình đang làm gì nữa. Nên nhớ cái đó, nên nhìn vào cái tâm mình để cho nó đừng có dính vô cái chuyện đó, cũng còn đừng có vì cái chuyện đó mà nó đưa ra một số cái điều kiện tại sao mình hay là mình nó giúp lên này, nó không có nên, chuyện đó không có nên, mình đừng có nhúng tay vô. Nhưng làm thế nào tâm mình đừng có lạng hoạn chỗ đó là mình đã thành công. Còn mình không có khả năng đó thì chắc chắn nó không thành công. Bởi vì cái tâm mình bây giờ biết nó nhanh lắm và nó rất là nhạy. Mà khi nó nhanh nó nhạy rồi mình đâu phải bậc thánh đâu mà có khả năng lèo lái nó. Chỉ tạo điều kiện để nó đừng dính vô mà thôi. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con tri ân Ngài. Rồi cho con hỏi thêm một câu nữa. Con cũng hiện ngày dạy con có nghiên cứu về cái tỳ kheo đó thì con đọc những cái luật mà nhỏ nhỏ đó, mà cái này là theo cái suy nghĩ của con không biết có đúng, thành ra con đem lên con hỏi này. Thì con thấy những cái trong những cái luật của tỳ kheo, dù là cái luật nhỏ nhỏ nhỉ nhỉ chút chút, nhưng mà con thấy hình như nó có cái sự liên quan, dù là cái luật nhỏ nhưng mà nó là cái nền tảng để cho cái luật bự, những cái bốn cái luật tăng tạng nó không bị vi phạm. Thì cái đó là cái nghĩ của con. Giống như con đọc cái phần mà cái luật một vị tỳ kheo không có được nói pháp với một người nữ ở cái quá năm câu pháp, thì cái đó con thấy thì ra hình như nếu mà nói riêng mà nói với người nấu nữa thì có bộ nó từ cái dây này nó nhảy qua cái dây kia, nó đi đến cái giới mà giới tăng tạng, thành ra Đức Phật do vậy mà chế những cái luật nhỏ, dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng có thể là cái nền tảng để cho cái luật cái tội nặng nó bị phát sanh. Thì cái là cái mà con suy nghĩ, con đọc qua con không biết là con nghĩ vậy có đúng không. Vậy con ngày tôi thấy giảng thêm mà dạ con sẽ trông mất con.
Nam mô Bụt Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Đối với ông sư không có chuyện gì nhỏ, dầu rằng cái chuyện đó có thể là cái hình phạt nó không có cao, hay là cái sự phạm giới nó không có nặng. Nhưng mà phạm giới rồi mà không có nặng cũng chết như thường. Quý vị đọc không biết không có chuyện gì có liên quan tới một cái vị tỳ kheo. Ông đi trên đường đi về thì cái thuyền của ông đang lái nó chồng chành, cái ông chụp vô cái nhánh cây, ông làm gãy nhánh cây. Khi mà ông về tới nơi thì không có cái gì nở gần để ông sám hối cả. Đêm đó ông bị trúng gió, ông ngáp. Trước khi ngáp, ông hối hận về cái việc mà mình đã làm. Điều Đức Phật cấm, tức là không có bẻ những cái cỏ còn xanh gì trong sông đó. Ông ta xanh chết, chúng ta xanh làm rồng đó, ông thấy à? Tức là rồng nó cũng là một trong bốn đường đạo. Thấy không? Đó là chuyện lớn hết á, chứ không có chuyện gì nhỏ đó. Nhưng mình nó phát sanh lại lúc nào? Mà đa số những cái đó đều phát sanh lại lúc cận tử hết á. Mà khi phát sanh lại lầu cận tử là thôi nha. Không có đường nào mà đỡ hết á. Thành ra cái gì Đức Phật cấm nó phải có lý do. Mà nó đưa tới cái việc lớn chứ nó không có phải là chuyện nhỏ mà ngày cấm chị. Nhưng mà có những chuyện nhỏ là tại sao? Ví dụ như là những cái bình thường, nhưng mà những cái đó tại vì thường mà mình rất phạm rất thường, thành ra ngày cũng cấm. Nhưng mà mấy cái tội đó có thể sám hối để được trong sạch. Nhưng mà quý vị nên nhớ, chúng ta có nói trên room này mấy lần, dầu rằng mình cái đó mình sám hối hay mình đi xin lỗi rồi đó, nó chỉ trong sạch với cái điều kiện mình không có hối hận về việc làm xấu đã qua. Nhưng mà cái mình làm rồi nó vẫn là có một cái dấu ấn, nó có thể trổ quả mình lúc nào. Vì nên nhớ vậy đó. Chúng ta thí dụ dễ hiểu nhất. Ông sư không biểu quý vị đừng rời vô chỗ đó, cái đó nó đang nóng. Quý vị tin quý vị rời vô nó phỏng. Nóng nó bị nó phỏng cái da, cái quý vị là xin lỗi ông sư. Quý vị xin lỗi ông sư là gì? Để cho cái sự hối hận của quý vị nó không còn. Nhưng mà cái thẹo nó vẫn còn. Làm sao mất được? Đó. Là những cái lỗi nhỏ sư tăng dầu thì sám hối để được trong sạch. Nhưng mà nếu mình khi mình được trong sạch mà mình không hành để đắc đạo quả đó, nó theo kịp nó vẫn hốt mình như thường. Nó tha ai đó. Vì nó nhớ vậy đó. Thành ra nghĩ cái chuyện đó không tốt, đừng có làm, đừng có dính vô. Mà dính vô thì không có đường nào mà né đó. Thành ra ở đời không có chuyện gì mình gọi là chuyện nhỏ đó. Nó vẫn có khả năng đưa mình xuống như thường rồi, nhỏ nhỏ gì. Thành ra không chắc thì đừng có đụng vô. Thấy cái gì lạ lạ về ráng cố gắng chịu học hỏi để biết cái đó nè, nó như thế nào, để sau này mình có gặp lại mình tránh nó dễ dàng. Thành ra tất cả mọi chuyện chúng tôi khuyên quý vị, khi mình đỡ đụng vô rồi đó, mình đừng có trách ai đó. Mình phải nhìn lại cái tâm của mình coi áp pháp phát sanh hay là cái gì. Để ít nhất là mình nhìn thấy cái tâm mình vậy, thì cái những cái áp pháp nó phát sanh nó cũng không phát sanh nhiều. Còn không mình cứ hối hận cả giờ ngồi thì biết chuyện lớn rồi, không có chuyện nhỏ nữa. Thành ra đôi khi tại vì mình không có học thực về thực tính pháp cho nó rành đó. Đôi khi mình thấy mình quan hỷ mình tưởng tốt, không phải. Quan hỷ nó có hai chuyện, quan hỷ là tâm thiện thọ hỷ và quan hỷ của tâm tham thọ hỷ, vẫn là quan hỷ như thường. Nhưng mà còn cái quan hỷ để đi xuống, còn cái quan hỷ để đi lên. Thành ra mình phải học để hiểu thì mình mới tránh được cái đó thôi. Nếu mình không học để hiểu thì mình tự chết tới bị thương. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con nói là có một câu, nhưng mà này câu này nó liên quan đến cái câu hồi nãy con mới hỏi ngài mới trả lời, thì con hỏi tôi tiếp. Dạ, thưa ngài, ví dụ mình nói về giới luật thì con thấy đa phần nhiều khi Phật tử hiểu lầm giới luật rồi xong rồi cứ giữ giới mà chấp chấp vô chấp này chấp nọ,
cứ phải giống như không có được, con nói sao, không có được flexible, có nghĩa là cứng nhắc, đi cứ cứng nhắc. Thì một tình cờ mới đây con được thấy và được nghe cái vị sư mà con hay đi cái chùa đó, thì có một cái vị Phật tử cũng lâu đời thuần thực, thì là người nữ. Thì cái vị sư tử này thì con biết là giới giới cũng trong sạch, tại vì con biết Phật tử rất rất quý cái vị này. Thì cái vị Phật tử đó, người nữ đó, thì đang bị đau chân, thành ra khi đứng lên đứng xuống nó hơi khó. Thì cái vị tỳ kheo mới thấy vậy, mới nói, vị sư đó mới thấy vậy, mới nói là sao. Thì mới biết kể những chuyện là đang té rồi bị, thành ra bây giờ đau đi giống như là cần phải có người chống. Thì cái vị tỳ kheo đó mới nói là thôi, đưa cái tay ra đó, đưa cái cánh tay với mặt bàn tay, cái cánh tay, nói là dịnh đi rồi đi. Thì cái vị Phật tử này biết giới luật chứ, nói thôi ông là tỳ kheo thì tôi đâu có dám cho ông phạm giới, thôi được rồi, tôi lết lết tôi đi cũng được. Thì con thấy cái cử chỉ đó thực sự ra con cũng không có chắc, nhưng mà con thấy thì ra trong cái giới luật biết rằng cái vị tỳ kheo đó biết rằng không, nhưng mà trong cái đúng thời đúng cái lúc mà người ta cần á thì cũng nên làm. Thì cái đó là cái suy nghĩ của con không biết là có đúng hay không, là con nghĩ là giới luật thì là giới luật, nhưng mà có những lúc khi cần phải flexible đó thế này, nó thì mình cũng nên chứ. Nếu mà mình tham ra hình như nó cái tâm, con nghĩ cái ác pháp nó hiện bày nhiều hơn là cái thiện pháp. Thì cái đó là cái sự thấy, mà sự nghe mà con thấy, thì con không biết là dù rằng con biết cái vị đó biết là phạm giới, nhưng mà ông vẫn willing, hay là con nghĩ là vẫn offer, vẫn nói là thôi dịnh để tư dịu dịu để cho đi. Thì cái đó là con thấy, mặc dù là biết, và cái vị Phật tử đó cũng nói không được, tôi lết tôi đi cũng được, tôi không muốn ông bị phạm giới. Thì cái đó là cái con thấy con nghe, thì con cũng lấy làm con, cái đó là cái suy nghĩ của con. Thì con không biết là có đúng là đôi khi mình giới là giới luật đó, nhưng mà mình đôi khi mình cũng phải flexible một chút có thể nghe nhà. Dạ con kính cho mến lại cho mình như vậy. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Thế Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, thật sự cái flexible là khi nào với người đó, đó nếu mà mình không đưa tay ra mình kéo mà họ rớt xuống họ chết đó, thì mới nên làm. Còn họ còn đi được thì không có lý do gì mà thì ấy đó. Còn nếu không thì kiếm cái gậy nào đó, biểu cầm gậy tôi dìu cho bằng gậy thì có thể được. Nên nhớ chuyện đó. Quý vị nên nhớ rồi, chúng tôi nói rồi nhiều lần mình là phạm nhân. Nhiều khi trong luật cho phép mà cũng không nên làm. Bởi làm nó nhiều khi có những cái chuyện xấu nó phát sinh với cái tâm mình mà. Mình quan hỷ với cái chuyện mình giúp đỡ người ta là khác. Nhưng bên cạnh sự giúp đỡ, ví dụ như cô đó, cô nắm tay mình đi. Ngoại trừ ông đó là cục đá rồi chứ làm sao không thấy có cái sự êm đềm trong cái đụng chạm đó, phải không? Mình giỡn không có được, cái đó mấy đó giỡn được. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ cô trợt mà cô có thể là đập đầu mà có thể tử vong được đó, thì lúc đó thì có thể giúp được. Mà phải cẩn thận lắm, đừng có để cái sự thỏa thích nó phát sinh trong đầu con sư thôi. Đức Phật cũng cho phép chứ không phải không, nhưng mà cái sự cho phép đó, cái điều kiện đó là ngặt nghèo lắm. Chứ còn này cô còn đi được thì không có chuyện gì liên quan tới mình hết á. Nhưng mà giúp được lần thì có lần thứ hai, có lần thứ ba, rồi lần thứ tư rồi bảo đảm giúp lâu hơn là tại vì không còn mặc y nữa. Mình phải chuyện nghĩ chuyện đó đây cho nó vui chút ha, không? Anh ơi, thường thường mấy sư ông không có giúp đâu, ông cẩn thận lắm. Trừ phi, chúng ta nói trừ phi đó. Nếu mà cô ta trợ mà có thấy chết người đó thì may ra. Chứ còn thường thường là nếu thấy vẫn còn an toàn thì thôi, không sao đó. Nam mô Bố Thà Gia.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con giữ máy con hơi lâu rồi con trả lại. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Lưỡng Tông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa ngài, con có một cái câu hỏi là con đọc cái quyển Thanh Tịnh Đạo của ngài về giới đó ngài, thì con thấy là thuyết phục thì là không có được, thì cái này là con có một câu hỏi là khi mà ví dụ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đi, mình làm việc, mình mua bán hay là mình nói chuyện với khách hàng thì mình thường là mình hay thuyết phục người ta như vậy, thì con có một cái thắc mắc là đối với những cái người cư sĩ như vậy đó, thưa ngài, thì cái này là mình phạm chung có thể là gọi là thường xuyên luôn, thì cái này như vậy là không tốt, có phải không thưa ngài? Dạ, con xin dâng mắt cho ngài, xin ngài chỉ dạy cho con. Tâm mô Bụt Thầy. Dạ, kinh bạch chư tôn ngài. Dạ, kính thưa chư quý vị, chắc chắn rồi mình làm cái điều gì dầu rằng nó mình suy nghĩ là nên làm, nhưng mà phải hiểu biết một số cái chi pháp liên quan đó. Thí dụ như vậy đi, mình nói với người ta, mình thấy không có hại cho người ta mà có lợi cho người ta, nhưng cái điều mình nên suy nghĩ là có hại cho mình hay không, thì điều đó là không nên nói. Nếu mà có lợi cho người, có lợi cho mình thì mới nên nói, mà có lợi cho người mà không có lợi cho mình thì cũng không nên nói, nên nhớ chuyện đó. Thành ra đôi khi thấy cái người đó đau khổ, mình dỗ về này kia nói để cho người ta vui lòng, để người ta ấy đó. Nhưng mình nên nhớ đó, người đó được lợi nhưng mình là người bất lợi đó. Nó rất là khó khăn chứ nó không có dễ. Quý vị coi học trong cái pháp chi rồi đó, có những cái chi là đi địa ngục trực tiếp, có những cái chi được gọi là tà kiến thôi. Nhưng mà tà kiến đi đâu? Quý vị thấy không? Đó. Ví dụ như là bán rượu đó, họ đâu có nói đi địa ngục đâu. Nhưng mà bán rượu cũng đi địa ngục như thường. Chứ không phải là bán rượu rồi không đi địa ngục. Bởi vì mà là cái nhân để người khác xỉ hại. Người khác nó lọt vào những cái tình trạng không có đúng. Thành ra cái lời nói của mình đó, cư sĩ Phật tử nên nhớ một điều đó. Nói làm thế nào để có lợi người và có lợi mình. Nếu mà nói không có lợi cho người mà có lợi cho mình cũng không nên nói. Nói đi mà không có lợi cho mình, có lợi cho người cũng không nên nói. Mình nhớ gì đó. Bởi vì trước sau gì nó cũng là cái điều rất nguy hiểm cho mình đi xuống chứ không có đi lên. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ thưa ngài, con nghe ngài dạy là giống như ngài nói là khi mà mình nói với người ta, mình an ủi người ta thì cái thì ví dụ như mình giúp được người ta qua được cái không phải là qua được, nhưng mà mình cũng giảm bớt được cái stress hay là cái buồn khổ của người ta ngày, thì cái đó thì con theo quan điểm của con á là mình cũng làm cho người ta có lợi ích, mà khi mà mình làm vậy mình cũng thấy vui, thì con xin ngài dạy cho con là tại sao mình làm vậy thì không có lợi cho mình á thưa ngài. Dạ, con xin dâng mic cho ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn thì dạ, kính thưa chư quý vị, bởi vì mình nói cái lời mà người ta vui mà cái lời đó không phải là lời chân thật thì có hại cho mình chết làm sao không ngại được. Bởi vì cái lời nói đó mình cảm thấy có lợi cho người ta, nhưng mà mình quên suy nghĩ là có hại cho mình hay không, thấy không? Thành ra khi nào cái gì mình phát ra đó
là nó phải có lợi cho người, có lợi cho mình thì nó làm, ngược lại thì không nên. Bởi vì tới chừng mình gặp Diêm Vương quắc quắc rồi, lúc đó mình mới hay là làm muộn rồi. Đó. Cái lời nói mà đúng mức nó có năm chi rồi: chân, thiện, mỹ, đúng thời, đúng lúc, đúng giờ, cả không gian, địa thế. Năm chi, năm điều. Cái lời nói đó mới là đúng. Còn mình nói lời hay đẹp, nhưng mà nó chỉ có cái hay ho để cho người ta vui lòng thôi, nhưng mà nó không có những bốn phần còn lại thì cái chuyện đó cũng không nên nói. Là vậy đó. Chứ đâu phải là mình nói về giúp người ta qua khỏi sự đau khổ rồi gây là mình, người ta có lợi mình cũng có lợi đâu, phải không? Cái đó để cho người nào ta có nhiệm vụ ta nói cho mình, không có nhiệm vụ đừng bao giờ thấy xí vô xí vô mệt lắm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con xin tri ân lời dạy của ngài. Đúng là ở ngoài đời mà không biết thì mình cũng dễ phạm cho mấy cái này, khỏi là nhiều chuyện. Dạ dạ con xin mời đạo tràng ạ. Chị Nguyên Trang, chị có câu hỏi không chị? Dạ con xin con thấy có con mình tu học Phật pháp. Dạ con dạ xin mời huynh tu học Phật pháp. Dạ xin mời huynh tu học Phật pháp có câu hỏi xin hỏi để cho đạo tràng cùng học ạ. Dạ dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, sẵn con có cái câu hỏi lúc nãy liên quan tới mà Xích Hà hỏi về cái chuyện cộng nghiệp đó thưa sư. Thì con có nghe thường hay nói về mấy cái cộng nghiệp là giống như là thường những cái vùng mà mình bị đất lở, hay là người ta đi máy bay người ta rớt, hay là sóng thần động đất rồi như vậy đó, thì là người ta là đều cho là cộng nghiệp hết. Nhưng mà cũng có cái quan điểm nói rằng đó là cái sự vận hành của đất nước lửa gió của pháp mà thôi. Thì như vậy có đúng không thưa sư? Sư có thể giảng rộng cho con điểm này rồi. Xin lỗi hồi nãy xích chiếc lá mùa xuân mời huynh tu học Phật pháp, nhưng mà tại em đang có cái câu hỏi thắc mắc cho nên cũng hỏi ngài luôn, rồi chút xíu mời huynh đưa tay nha. Dạ con xin giao ích tế sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Nghiệp là cái hành động, nên là cái hành động nào mà mình nhúng tay nhúng thân khẩu ý vô đó mà mình không phải là nhân vật chánh thì khi cái quả nó phát sanh mình gọi là cộng nghiệp. Nên nhớ nghiệp là hành động chứ không phải nghiệp là cái quả. Mình nói ở chung vậy đó, tại vậy rồi cả nhóm bị cái đó là cái quả. Mà cái quả đó nó tới từng nhiều cái điều kiện chứ nó không phải tới chỉ một chuyện hay không đó. Còn cái người mà cái cộng nghiệp nó không có, mà cái biệt nghiệp nó mạnh nữa đó, thì quý vị rất dễ thấy. Gia đình bây giờ gặp con cui vô là nó hết, chỉ trừ một người không bị, vợ chồng ở chung nha, không bị. Thì cái đó là biệt nghiệp của người đã tốt, cái hành động nó quá khứ họ tốt. Giờ cho cái quả họ thoát khỏi những cái đó. Chứ còn mình như mình bây giờ mình đụng là hoàng là nó giật từ đầu tới đuôi luôn ha. Thấy không? Đó. Thành ra đó là những cái hành động trong quá khứ là hành động chung nhau, nhưng mà mình không phải là nhân vật chánh trong đó. Thành ra khi mà nó cho thì mình cũng nhận nó như người ta và điều nó nhẹ, thì thường cái đó mình gọi là cộng nghiệp chứ không phải là biệt nghiệp. Biệt nghiệp dính là dính hẳn cái hành động của mình đó, mình làm mình thôi thì nó nặng hơn nhiều, chứ nó không có giống như bây giờ hồi xưa đó mình không biết cái kiếm nào đó mình làm những cái hay cái hành động gì đó, mà kiếm này nhiều khi mình
đi ra chỗ đó là mình phải làm giống như người ta hoặc giống như luật pháp đã ban nè, ví dụ như vô chợ vô gì giờ phải đeo mặt nạ, ví dụ vậy, thấy không? Thành ra mình phải làm giống người ta chứ. Thì những cái đó nó cộng lại, nhưng mà mình muốn biết nó như thế nào, cái chuyện đó nói tràn gian đãi chưa hết, tùy theo được một chuyện hai chuyện hay là cái điều kiện nào mình thấy rồi mình có thể mình tìm cách giải thích đó, thì nó tương đối nó dễ hiểu, chứ còn mình nói xa quá không được. Bởi vì cái nghiệp là cái việc mình làm nó, mình làm bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, chứ không phải chỉ có kiếp này không mà thôi, hoặc kiếp vừa rồi không mà thôi. Mà cái thằng nào mình làm rồi đó, nếu mà quả xấu thì nó theo nó cho, cái nghiệp xấu thì cho quả xấu, nghiệp tốt thì theo nó cho quả tốt đó. Còn thôi cái đó gọi là biệt nghiệp. Nhưng mình cùng ở chung một nhóm, thí dụ như bây giờ mình đi đi cái làm gì đó là có bốn năm người mới làm được chuyện đó, thì cái đó cái người nào thì tránh thì cái quả nó nặng hơn, còn mình cái quả nhẹ, tại vì mình phụ người ta mới làm đó. Nó công nghiệp, biệt nghiệp là cái hành động lúc lúc đầu mình làm như thế nào thì cái quả nó cho vậy đó, chứ không phải là mình ở ví dụ giờ mình ở tại cái xã đó, cả xã nó bị là mình bị hết là công nghiệp, cái đó chưa đúng ha, chưa đúng. Có thể là cả lũ hồi xưa làm chuyện gì đó mà đều làm với cái điều kiện là chính thức, chứ không phải làm điều kiện phụ, nên rất là khó mà phân biệt những cái mà liên quan tới cái đó. Nhưng mình biết chắc chắn, ví dụ như trong cái đó mình đi bị cái chuyện gì đó thì mình phải có cộng nghiệp nó mới xảy ra cái chuyện đó cho tới mình, nhưng mà cái việc nghiệp mình nó còn cỡ nào. Vì thấy nhiều khi một chiếc figure rớt chỉ có một hai người sống sót thôi, tức là cái biệt nghiệp không mạnh. Nhưng mà trong lúc trước làm cái cộng nghiệp gì đó thành ra kém này mới đi chung vậy đó. Nhưng cái biệt nghiệp mình cũng tạo phước nhiều ra nó mạnh, nó không có giật mình được, nhưng mình cũng ở trên cái chiếc figure rớt đó. Thành ra đó tùy theo chuyện mình giải thích, chứ còn hỏi đó, tại sao vậy rồi rất là khó nói nha. Rồi hồi nãy thấy cô Hành Kiểm đưa tay, mời cô Hành Kiểm nè. Dạ con kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ ơn đức Phật, con kính đảnh lễ ơn đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn đức Tăng, và con kính đảnh lễ ơn đức sư, và con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ thưa sư, con có ba điều con kính sư chỉ dạy con. Dạ thứ nhất thì con hỏi dựa vào cái câu hỏi của cô Hà nãy, và con xin trình bày trước. Dạ cách đây cũng 2 năm con có đi lễ dân y cho một ngôi chùa, thì chư tăng đi đặt bát, có vị sư cả ở trong chùa, sư rất là lớn tuổi mà sức khỏe sư kém, sư đi bán thì sư đi trước, ở phía sau thì chư tăng đi phía sau, cách sư hơi xa cũng một đoạn, cũng một khoảng cách cũng không gần lắm. Thì do lúc đó con các Phật tử khác thì đứng, rồi do đó con quỳ, cho nên đó là con nhìn ở dưới chân sư, thì cái bước chân của sư, do sư lớn tuổi mà sức khỏe sư kém, sư đi cái bước chân của sư rất là chậm chạp mà rất là khó khăn, sư bước từng bước nữa, thì con thấy sư nhấc cái bàn chân bên phải thì đã không được cao rồi, đã vướng rồi. Thì sư ngừng một hồi, sư mới nhấc cái bàn chân bên trái lên, thì sư nhấc không nổi, thì con thấy cái ngón chân cái của sư á, mới quẹt xuống dưới đất á, là sư dấp là sư xích gần sắp té rồi. Thì lúc đó là con chợt bật dậy, thì cái phản xạ mà con bật dậy, con sợ sư té, con tính muốn ví dụ như sư có bất cẩn sư té gì thì con sẽ đỡ sư, nhưng mà con dừng lại, con nói không biết. Còn lúc đó là con không biết con có nên làm như vậy hay không. Thì con nhìn quanh, thì xung quanh con có Phật tử nữ không à. Thì lúc đó con mới suy nghĩ là nói là chừng nào sư té thì hả hay, chứ không biết con có làm được hay không. Dạ thưa sư, thì lúc đó con có trình bày với sư phụ con, thì sư phụ con nói là chuyện nên làm thì làm, chứ nếu như con chần chờ lỡ sư té thì sao. Thì thưa sư, hồi nãy cô Hà có hỏi, nhưng mà cũng hơi khác cái vấn đề của con, cho nên là con cũng chưa biết làm sao vậy. Con xin sư chỉ dạy con cách
chỉ dạy con nếu như trường hợp này mà con có sau này con có gặp nữa thì con phải xử lý như thế nào để cho đúng thưa sư. Dạ con xin trao mít lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa quý vị. Cái chuyện đó là tùy ông sư chứ đâu có tùy mình. Mình muốn giúp thì tác ý mình tốt còn, nhưng khi mình chạm vô ông sư đó thì tác ý của ông như thế nào là chuyện đó, chuyện lỗ phải của ông chưa làm thế được. Nên, bởi vì nhiều khi mình khó có nói, khó đoán được mấy đó đó. Nhiều khi ông sư giữ giới, ông thấy người nữ chụp ông cái ông nổi sân, thì cái đó lỗi của ông chứ không phải lỗi của ai đó. Mình cứu thì cái gì cứu nếu trong trường hợp cần thiết. Nhưng mà cái người mà được cứu đó, nếu là chư tăng đó, thì nên giữ cái tâm của mình cho nó trong sạch, thì không có không có ai ăn thua vậy đó. Nhớ chuyện đó là chuyện quan trọng đó. Có nhiều vị sư đó, ta rất sợ, người ta thấy người nữ đứng gần ta cứ ta né hoài đó. Nhưng mà mình đừng có cho chuyện đó là nó quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm mình vẫn giữ được. Ví dụ như mình lỡ té ai ở gần thì họ đỡ mình, nhưng cái quan trọng là cái tâm mình lúc đó có thăng bằng hay không. Thường thường chúng ta nói không thăng bằng là tại vì một trong 12 cái tâm trên nó chung vô rồi. Tức là mình nghĩ là cô này sao bổ không biết luật công sư thì sao tự nhiên cái rời vô mình. Còn cái hoặc là ông nhìn thấy mình được cái cô này dễ thương quá giúp chắc thấy thoải mái, cái đó ông phạm giới là lỗi của ông. Nên mình giúp là cái giúp. Còn cái người nhận tư cách như thế nào thì cái chuyện đó họ lãnh chứ mình không có biết. Mình giúp thì cứ giúp, trong trường hợp mà như vậy đó, nghĩa là có thể ông té đó, thì mình thấy ông lọn chọn là mình có thể giúp được đó. Chuyện đó không có sao hết đó, hàm nữ gì cái đó, cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng cái người được giúp đó có tư tưởng như thế nào mà thôi. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con xin chia ơn sư, dạ con hiểu rồi. Dạ con xin hỏi về câu hỏi thứ hai nữa, là cái câu này hai tuần trước có một vị đạo hữu hỏi, nhưng mà con về con suy nghĩ, con sợ cái suy nghĩ của con, cái nhận thức của con nó sai, dạ con mới dạ con nhờ sư, con nêu lên nhờ sư giảng dạy thêm cho con ạ. Dạ thưa sư, là cái câu hỏi của đạo hữu lúc đó là hỏi là thân bị khổ mà tâm không khổ đó thưa sư, thân đó là thân bị đau mà tâm không đau đó. Thì thưa sư, con như con được học đó là khi mà cái thân mình bị đau đớn đó, thì cái thân thức nó thọ khổ phải không thưa sư, hoặc là thọ khổ hoặc là thọ xả, thì cái cảm thọ khổ thì cái tâm nó bị khổ rồi. Con không biết, nhưng nếu như mà khi mà thân thọ khổ, thân đau đớn thì cái tâm mình cái thọ của mình, nếu mà mình thọ xả thì cái tâm mới không có khổ phải không thưa sư. Nhưng mà nếu như mà mình thọ xả được thì mình phải ở cái tâm dục giới, thì mình phải có cái tâm thiền để hỗ trợ, thì phải cái người có hành trì cũng như thân mình đau nhất rồi thì mà tâm không đau thì phải tâm của bậc thánh phải không thưa sư. Chứ còn con hay như con học ở đây thì tâm dục giới thì thân mình thọ khổ là cái quả bất thiện rồi, thì tâm nó phải khổ rồi. Giờ con không biết con chỗ này con chưa có thông lắm á thưa sư. Dạ sư giảng cho con ở chỗ này. Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Không cần phải bậc thánh phạm nhân cũng vậy, khi nào
mình bị cái gì đó mà cái thân thức thọ khổ nó phát sinh, nhưng mà cái tâm mình lúc đó là tâm thiện thì nó không có thấy cái khổ, nó thấy khổ nhưng mà không phải đó, nó không có biết cái khổ đó. Còn nếu mà cái gì nó chạm vô rồi đó mà mình cảm thấy đau đớn nào này kia chồng đó, thì lúc đó là cái tâm mình là ác pháp, tức là 12 cái động tác ở trên nó trong cái lộ trình tâm thì đó, lúc đó nó chỉ cảm thấy đau theo cái thân thôi chứ nó không có biết được cái chuyện khác. Còn cái người mà hành thiền minh sát thường thường đó, nghĩa là khi thân có cái gì đó nhìn để biết, cái đó ta gọi là quán thọ. Còn hoặc là khi cái tâm mình có gì đó, chính cái tâm sau nó nhìn nó thấy cái tâm trước là cái gì họ không nên, thì cái lúc đó là có thân có khổ đi nữa cái tâm nó không có khổ đó. Còn nếu mà mình không có biết cái cách để mà mình đối trị quán chiếu thì lúc đó là cái thân tại sao nó khổ mà cái tâm nó khổ theo, là tại vì cái tâm nhận được cái điều đó là một trong 12 cái tâm ở trên, tức là cái động tốc là 12, một trong 12 tâm bất thiện, thì lúc đó thân thọ khổ mà tâm cũng khổ. Nhưng mà nếu là tâm thiện thì thân thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ khổ. Còn cái chuyện thân tức thọ khổ á, à, nó do cái sắc nó đụng với nhau, nó xúc với nhau thành ra nó mới có thọ khổ thọ lạc. Xúc nó đụng là gì? Bốn cái tâm đầu tiên trong 10 cái ngộ song thức á, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thì bốn cái đó đó nó là bốn cái sắc thường và nó đụng vô cái sắc thường. Thì tức là nghĩa là sắc cảnh sắc đó nó xúc vô cái sắc thần kinh mắt nó thường không sao, nhưng mà ba còn cái xúc thứ năm tại sao thọ khổ, bởi vì xúc thứ năm đó là sắc thường mà nó đụng vô cái sắc tứ đại đó, bởi vì cái sắc thường tức là mấy cái sắc đó là sắc gì, tức là ba cái sắc thuộc về xúc đó, thì cái xúc đó đó là nó vô tứ đại chứ nó không, cái sắc đó là tứ đại bởi vì nó đụng vô cái sắc thường tức hạt thay giáo quá thụ ấy, ca giáo quá thụ đó, thành ra nó mới có cái trạng thái là mình cảm thấy khổ hay là không khổ là vậy đó. Nếu mà nó cái xúc đó thường là nó xúc, bởi vì ba cái xúc mà thuộc loại phò thập phá đó là ba xúc đó là tứ đại nó xúc vô cái sắc thường, thành ra nó, nếu mà nó xúc mạnh đó, thì nó xảy ra chuyện khác, mà nó xúc nhẹ thì nó xảy ra chuyện khác, thành ra mới có thọ khổ thân thọ khổ thân thọ lạc. Còn cái kia là tại sao thọ xả, tại vì là cái sắc thường đụng vô cái sắc thường, tức là sắc cảnh sát đụng vô sắc thần kinh mắt, cái đó là sắc y sinh hết á, chứ không phải là sắc tứ đại. Còn ba cái kia đó là sắc tam đại từ nước, nó đụng vô cái sắc thường thành nó mới lòi ra chuyện, cái feeling nó khác nhau à, chứ nó không có liên hệ gì tới tâm hết á, chứ nó là sắc hút với sắc nặng nhẹ gì đó, nó biểu hiện qua cái đó là thọ xả hay là thọ khổ thọ lạc đó, chứ nó không có liên hệ gì tới cái tâm hết. Ta nói tâm không biết, biết hay không biết là chuyện khác, chứ không phải là cái chuyện chỗ cái chỗ đó. Nó mua cái thai vậy. Dạ con hiểu chút con ghi âm lại để con nghe đi con nghe lại. Dạ con sẽ cố gắng học ở chỗ này. Dạ thưa sư rồi. À, còn một câu nữa là sư nói về bố thí mà nguyện ba la mật đó thưa sư. Hồi trước đây con chưa hiểu gì Phật pháp á. Mà cũng 3 năm trước con quy y được 4 năm mà ngày con quy y á thì con chưa có hiểu gì về Phật pháp hết trơn á. Những lúc đó sư phụ con thường làm những cái gì phước gì sư phụ con hỏi con nguyện cái gì thì con cũng đâu có biết gì đâu, nguyện con nói là
À, con nguyện cho con đoạn được hết nghiệp. Mà con cũng không biết lúc đó con chỉ nghĩ là hãy nghiệp là khổ thôi, chứ con không biết là nghiệp là có nghiệp thiện, nghiệp ác. Mà con cứ nghĩ là nghiệp đó là cái nghiệp là xấu, là nghiệp là khổ à. Vậy con cứ là nguyện, hãy con lễ Phật, con cũng nguyện là con đoạn hết nghiệp. Thì sau này con được học thì làm mình nguyện mình thực hành 10 cái pháp thiện, trong đó mình có cái pháp mà hồi hướng đó, người chia phước đó, thì khi mà con làm phước đó, với cái mục đích con làm cái gì phước đó với mục đích gì thì con nguyện về mục đích đó. Rồi con có thấy có nhiều phật tử đó, hay làm rồi hay là đứng lễ Phật rồi là nguyện một lọ dài, thiệt là dài, nhiều thứ dữ lắm, con đứng gần con nghe quá trời nhiều luôn. Mà con thì không có nguyện vậy được. Con nguyện hồi trước khi con chưa có, con biết trong cuộc sống nó khổ, mà quê con thì không có Phật giáo Nam truyền, là chùa Tịnh Độ không mà, nhưng mà con không có đi chùa Tịnh Độ, mà con thắp hương thì con với nguyện là cho con được gặp vị sư phụ giỏi, rồi được gặp chánh pháp. Mà con không biết, không có ai dạy con hết trơn, mà sao con thì con nguyện vậy. Thì bây giờ con được lên đây con học là cái điều của con rất là may mắn rồi. Thì thưa sư, cái con ý con muốn hỏi là cái nguyện ba la mật đó thì cái quả là gì vậy thưa sư? À, khi mà mình nguyện ba la mật thì không cần phải nguyện tất cả những điều gì khác nữa được không thưa sư? Hay là phải mỗi lần làm phước là phải nguyện cái này nguyện cái kia, giống như xin tùm lum hết trơn á thưa sư? Dạ, xin sư dạy cho con phần này nữa ạ. Dạ, con xin tri ân sư. Dạ, con kính nhân mít cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cái sự lời nguyện của mình đó, nó có cái ý nghĩa là mình hướng dẫn cái sự cho quả của cái hành động của mình làm. Đó. Khi quý vị làm cái hành động gì nó đều cho quả cả. Nhưng mà đều nhiều khi nó cho quả phi thời, hay là nó cho quả không có đúng như cái điều kiện mà mình thường thấy. Ví dụ cho quả phi thời là như thế nào? Bây giờ mình, ví dụ mình đi mua vé số, mình trúng 1 triệu là mình mừng rồi. Nhưng bây giờ mấy ông mà tỷ phú thứ thiệt á, Bill Gates hay là cái ông mà Yahoo rồi này kia ông xong đó, bây giờ ông trúng 1 triệu hay vài trăm ngàn, chuyện ông là chuyện bình thường. Cũng giống như ông đi ra ngoài đường ông lụm bà cắt em, thấy không? Thấy ra nó khác nhau chứ. Anh nói nguyện là để mình hướng dẫn cho nó cho quả đúng vào cái thời khắc nào đó. Còn cái lời nguyện mình đủ năng lực để giúp hay không là chuyện khác nữa. Còn bây giờ mình nguyện cái pháp đó thành ba la mật thì nó nguyện để được, nó đóng góp cho cái chính cái khác còn lại để giúp mình đi ra khỏi luân hồi. Đó. Thì cái nguyện ba la mật đó là cái nguyện rất là lớn. Mà mình nguyện nó thành ba la mật rồi đó, mình không có nguyện cái khác được. À, tại sao? Bởi vì bây giờ ví dụ như mình nói chuyện mua số đi. Với số giờ maximum ví dụ 300 triệu, mình nguyện trúng 300 triệu. Mình không cần nguyện gì khác hết á. Thì mình nguyện 300 triệu, bây giờ mình có đi mua xe, mua nhà vài chục ngàn hay vài trăm ngàn gì đó là chuyện nhỏ. Quả đương nhiên. Thì khi mình nguyện cái maximum rồi, mình còn mấy cái nhỏ nhỏ đó mình nguyện thêm gì đó lòng thòng vậy. Phải không? Tức là nguyện cái quả cao nhất, thành ra những cái còn lại đó là quả đương nhiên. Nó giống như tôi nói, ví dụ bây giờ nguyện đi trúng cái lottery kỳ này 300 triệu ví dụ vậy đi. Thì cái chuyện 10 ngàn, 20 ngàn, 200 ngàn, 2 triệu là chuyện bình thường. Nó có tự nhiên. Bởi vì nó đi, nó là cái phụ tùng, độ phụ tùng của cái 300 triệu mà. Chứ còn bây giờ mình nguyện như vậy đó, mình đưa nguyện để thành ba la mật, rồi mình còn nguyện thêm này thêm cái nọ nữa. Cái chuyện đó là nó làm cho cái đầu, cái não mình nó tào lao thêm những cái gì đó.
Bởi vì khi nguyện qua la mật đó, nguyện là do cái phước này nè để giúp mình đi ra khỏi luân hồi, để cho nó chắc ăn thì mình nguyện cái điều đó để gì? Để cái quả của nó đó là cái điều kiện đó, tức là khi mà tới cái điều kiện đó là mình có thể đắc được đạo quả để mình đi ra khỏi luân hồi. Thành ra còn mấy chuyện còn lại đó có thể là mình không có hoàn hảo nhưng mà cũng không sao. Nên nhớ thí dụ như có một vài cái vị hồi xưa đó mà đắc đạo quả tứ thánh quả rồi đó, nhớ đi trì mình bữa đói bữa no, nhưng mà chuyện đó đối với họ đâu quan trọng nữa. Mình đi kiếm ăn bữa đói bữa no hàng ngày đó thì mình thấy nó quan trọng, tại vì mình vẫn còn ở cái mức thấp nhất. Nhưng mà một khi mình đã ở mức cao nhất rồi, cái chuyện đó mình không có khe nữa. Đó. Thành tùy theo cái điều kiện của mình đó, mình làm cái điều kiện đó, mình muốn nguyện là nguyện cái cao nhất, kể những cái thấp thấp đó nó là cái quả đương nhiên. Chứ còn bây giờ đã nguyện cái cao rồi, nguyện luôn cái thấp, nguyện tùm lum như vậy rồi, hỏi cái tâm mình nó không có chắc chắn cái chỗ nào đó. Mà khi nó không chắc chắn cái chỗ nào thì dĩ nhiên là cái quả nó quả phi thời rất là nhiều. Nên học những cái cách vậy đó. Bởi vì nguyện á, nguyện mà để đi ra đó là được liệt kê vào à thích thả na ba la mi. Mình làm cái hành động gì đó mà mình nguyện để trở thành ba la mật đó, thí dụ bố thí đi, mà bố thí trên bờ thì mình được hai, tối thiểu được hai lúc ngay lúc đó, tức là đa na ba la mi và còn cái mình nguyện là cái à thích thả na ba la mi đó. Chứ còn bây giờ còn thêm nữa, nếu mà chưa đắc đạo quả thì xin cho sanh về cõi trời cõi này cõi nọ, nói tùm lum gì vậy? Nói tùm lum, cái tâm không có dẫn dắt trong cái điều kiện mình nguyện thì cái quả có thể có thể không. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiền vũ. Dạ, kính bạch ngài, dạ, thì chúng con thì có thể, hoặc là người thân của chúng con thì có thể bị những cái bệnh này bệnh kia, chẳng hạn như bệnh ung thư chẳng hạn, hoặc là trong cái thời điểm bây giờ là dịch Covid á, thì có thể dính cái Covid, thì bạch ngài, chúng con phải có cái tâm thái để mà tiếp nhận, để mà xử lý nó như thế nào. Và rồi thì trong cái trường hợp này thì cái tụng đọc cái bài kinh Thất Giặc Chi nó có lợi ích hay không? Dạ, con kính thỉnh ngài chỉ dạy cho chúng con ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kinh Bạch Thế Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, mình bị bệnh ung thư, bệnh gì đó, cái chuyện đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là do từ cái nghiệp nào đó mà làm. Cái căn bệnh của mỗi chúng sanh nó có bốn điều kiện, thứ bốn cái nhân đưa tới. Thứ nhất nghiệp, thứ hai tâm, thứ ba vật thực, và thứ tư thời tiết. Thành ra khi mà mình bị cái gì rồi đó, mình phải dựa vào đó để cái sự chữa trị của mình đó, nó có nhiều hiệu quả hơn là mình không biết gì hết. Có những cái chứng bệnh nào mình biết nó là bệnh do nghiệp hay không, dễ biết mình gọi trong cái thân mình đó, có những cái sắc nào phát sinh do nghiệp mà cái sắc đó bị là mình biết chắc chắn là nghiệp rồi. Rồi bệnh do nghiệp đó. Còn bây giờ đó mà suy nghĩ hoài nó đưa tới một số cái tình trạng đó, quý vị thấy bệnh do tâm. Còn khi nào mình thời tiết nóng lạnh mình không bệnh, mà mình vật thực mình ăn nó không phù hợp với cơ thể mình cũng bệnh. Thành ra khi mình phân tích cho nó không có chắc chắn đúng trong tâm, tại mình là phàm nhân mà. Thành ra bệnh do vật thực, do thời tiết thì đi bác sĩ, ra văn phòng bác sĩ rồi họ thử họ biết rồi họ trị được. Thường thường bệnh do tâm đó thì mình phải tạo thiện pháp để làm gì? Để cho cái tâm mình nó không còn một số cái điều kiện mà nó làm cho cái chứng bệnh đó. Thường thường người ta hay đi
qua mấy xứ mà có thiền sư thì chúng ta xin hành thiền là làm gì để chữa bệnh là vậy đó, tức là bệnh do tâm mới chữa được. Còn bệnh do nghiệp thì chịu chết thôi, nhưng mà nghiệp nhẹ thì vẫn có thể giúp được, nhưng mà nghiệp nặng thì chịu chết. Thì bây giờ đó mình làm thế nào để cái cuộc đời bây giờ đó nó tương đối có thể tránh được một số cái điều kiện đó mà có thể ấy được. Quý vị nên nhớ trong 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 không biết trong bài kinh có câu là Atta Yatano Na Thổ, chứ Atta đầu tiên đó nó không phải là tôi mà nó là thiện pháp. Atta chữ Atta sao đó là cái thân này, cái thân ngũ quẩn này. Atta Yatano Na Thổ, thành ra cái nơi nương nhờ của thân ngũ quẩn này là thiện pháp. Thì bây giờ tùy theo điều kiện mình sống ở cõi này đó, mình cái nào mình làm thành thiện pháp mình nên làm rất nhiều càng tốt, thì nó mới giúp mình qua khỏi những cái cơn này thôi. Chứ còn nếu mà thiện pháp mình ít rồi đó, chữa cũng chết, không chữa cũng chết. Bởi vì không có ai bảo đảm với mình, không ai hộ trì mình đó. Đó. Thành ra bây giờ hỏi mình tụng cái bài kinh Thất Chất Chi đó có thể giúp được không? Giúp được, nhưng mà cái năng lực của mình bao nhiêu? Nên nhớ, quý vị nên nhớ hồi thời Đức Phật đó, khi xảy ra nạn dịch đó, Ngài đâu có kêu Chư Tăng tụng kinh Thất Chất Chi đâu. Nhưng mà khi Ngài Ananda đi vòng quanh thành tụng bài kinh gì? Ratana Sutta. Phải không? Thì nó có những bài kinh cái năng lượng nó rất là lớn, nhưng mà mình đọc mình hiểu từ nghĩa từng chữ, mình hiểu điều kiện này rồi theo từ theo đó, thì lúc đó mình mới tạo được năng lực để giúp đó. Chứ còn nếu mà mình đọc mình không hiểu thì chắc phải chờ kiếp sau nó mới giúp được. Điển hình là 500 con dơi mà nghe Chư Tăng tụng gì pháp đó, nó không hiểu gì hết, nhưng mà tâm nó cố gắng nghe mà nó không nhúc nhích nghe. Sau đó nó được làm gì? Được sanh về cõi trời, rồi một vài kiếp sau mới trở lại cõi người, được làm người tam nhân chứ. Thính pháp nó vẫn có cái quả đó, nhưng mà lâu mau thôi. Thì nó mình nên nhớ đó, cái điều quan trọng là mình tạo thiện pháp. Mà thiện pháp mình tạo đó, nó có hai chuyện nói, nhưng mà cái chuyện mình dễ tạo nhất là thập phước, thập phước đó. Cái bố trí thì giới phục vụ rồi này kia, rồi cải chánh tri kiến rồi đó, thì mình tạo 10 cái phương pháp đó, nó sẽ giúp mình rất nhiều. Mình không có sợ, nó đầy đủ năng lực là mình không có sợ nữa. Mà tại vì mình tạo không có đầy đủ năng lực, nhiều khi mình làm nó cái việc của mình làm thường á, nhiều khi trước khi làm có tới ý tốt, trong khi làm chưa chắc có, sau khi làm có thể có không, sau khi làm thời gian lâu có thể có không. Tại sao chúng tôi nói trong khi làm mà có thể là có ác pháp? Ví dụ mình đi dân y đi, mình được làm chủ lễ ngay, mình đội y đang đi, tự nhiên thấy cái ông mà đang quay phim đó là cái cha mà mình ghét nó bữa trước, nó sốc nó, não của mình ghét nó, tự nhiên đi vậy chơi cái đầu là nó quần cha đó một cái là bao nhiêu cái sân nó nổi lên liền, thấy không? Thì trong khi làm vẫn bị ác pháp như thường, chứ không mình thành ra phạm nhân mình đó, mình không có cẩn trọng trong những cái chuyện đó đó, thì mình nên nhớ rằng coi chừng rất là nguy hiểm đó. Thành ra cái câu mà Atta Yatano Na Thổ đó, thiện pháp là nơi nương nhờ chính cái thân này đó. Thành ra mình tạo tất cả thiện pháp nào nếu lọt vào trong của mình là nên làm tối đa, chứ không có làm dở được. Tức là 10 phương pháp tạo phước đó, bên cạnh đó để giúp 10 pháp tạo phước nó có năng lực đó, tức là thập thiện nghiệp đó, tức là tránh xa 4 điều về khẩu, 3 điều về thân và 3 điều ý đó. Thì mình nói hai chuyện đó mà mình làm này thôi, chứ là kể như là mình có cái tài sản có thể chống được rất nhiều chuyện, kể cả bệnh tật, kể cả chơi COVID-19, 21 hay cái gì đó, hay cái mới nhất là cái Omicron gì đó. Thì nó đi giúp mình là được, chứ còn bây giờ chưa chắc. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ mình nói mình tạo thiện pháp mà có giúp được không? Xin thưa quý vị đó, quá trễ rồi. Tại sao? Vẫn phải tạo thiện pháp, nhưng mà nó giúp mình được là tại sao?
Tại vì thiện pháp mình làm trong kiếp này vậy, có động tác thứ nhất nó mới cho quả trong kiếp này mà thôi. Đó. Còn mấy cái năm động tác sau với động tác kia là từ kiếp sau trở đi nó mới cho quả. Mình đang hưởng cái quả của những cái nghiệp mình làm trong tiền kiếp, tức là trong kiếp trước, trong A Tăng Kỳ kiếp trước không chứ. Đó. Mà nếu khi mình làm chơi vậy đó, ai rủ chùa đi ai chứ mình không có cái tác ý cho nó vững chắc. Thành ra những cái thiện nghiệp mình làm, những cái phước mà mình làm đó, nó không có giúp mình được nhiều. Đó. Nó không giúp mình được nhiều. Đó. Bởi vì nếu nó giúp được những người nào được, nó giúp được nhiều vậy biết đó. Từ đầu, thí dụ từ sáng tới chiều đi, người nó rất thoải mái, này kia không sao, ít khi nào tâm nó bị pháp ác chen vô. Nhưng mình từ sáng tới chiều đó, 12 cái thằng ở trên nó vô, nó quậy mình nhiều hơn là 8 cái thằng ở dưới, 8 cha ở dưới, thấy không? Thì mình hỏi vậy nó có đủ năng lực để nó giúp cho mình thoát khỏi Vũ Hán virus vậy không? Thấy không? Làm sao tránh khỏi được? Tại vì cái thiện pháp mình làm nó yếu quá, năng lực ít quá. Nên đừng có bao giờ nghĩ là ok đó ha. Bây giờ nó nhớ đó. Bây giờ đó không cần nhiều bài kinh, tất cả bài kinh nào mà mình thuộc và mình hiểu nghĩa của nó đó, thì mình nên tụng. Còn có những cái mình không hiểu nghĩa của nó mà mình tụng Bali không đó, nó có năng lực nhưng mà năng lực nó rất là yếu, nó giúp mình không được nhiều. Thì bởi vì khi mình đọc tiếng Bali, đó là ngôn ngữ của Đức Phật thuyết. Cái thứ hai mình hiểu nghĩa bài kinh đó, hiểu nghĩa từng câu từng chữ vậy đó. Cái đó nó mới giúp khi mà mình đọc như vậy đó. Tại sao mà mình có thể mình thoát được một số chứng bệnh là sao? Khi quý vị tạo cái điều kiện đó thì cái tứ đại nó điều hòa. Tứ đại nó không điều hòa là tại vì trong tứ đại là nó phát sinh do tâm, do nghiệp, rồi do tâm, do vật thực, rồi này kia không đó. Nếu mà cái tâm mình là ác pháp thì cái tứ đại nó không bất thường liền. Bất thường là tại sao? Tại vì có những cái sắc nó phát sinh do cái ác pháp. Nên khi cái tâm là thiện pháp, tứ đại nó đều qua. Bởi vì tất cả tứ đại phát sinh do tâm, nó đều là thiện pháp. Thì nó giúp đỡ được mình. Thành ra bây giờ mình tập sống thoải mái đi, rồi cố gắng mình làm ấy được, thì nó giúp mình nhiều lắm. Còn mình sống không thoải mái, nộ mình sợ sợ này kia, cái tâm là ác pháp thì tứ đại nó không đều. Mà tứ đại nó không đều, mình nói chai trắng là cái tứ đại yếu đó, thì cái con COVID này là nó vô nó kiếm chuyện liền. Chứ đừng nói đâu xa đó. Thành ra cố gắng mình tập làm sao để cho tứ đại có đủ điều kiện để nó quân bình, thì lúc đó có thể tránh được. Còn nếu không, đời sống rất là nguy hiểm. Nam mô Bồ Tát. Dạ. Dạ Nam mô Ấn Đức Tam Bảo. Dạ thưa sư, hôm qua con có nghe sư nói về ngày tri ân. Dạ. Mà hôm qua con nghe mà con không có cầm mic được. Con nghe sư Chí Đức gọi con mà con cũng không có đưa tay được nữa. Dạ, mà con có nghe sư nói là ngày tri ân thì hôm nay làm cũng được, ngày mai làm cũng được, ngày mốt cũng được. Dạ thưa sư, vậy hôm nay sư cho phép con được nói về cái đề tài tri ân đó nha thưa sư. Dạ. Con có một cái điều này. Con một lần thứ nhất là con dâng cho ân sư của con là sư Giác Giới. Thì lúc lần đầu tiên con nghe sư Giác Giới giảng pháp thì cái tâm của con chấn động. Tâm con chấn động gạo gực cái lắm. Thì lúc đó con mới có được cái điều này. Thì con đã lần đầu tiên, lần thứ nhất con đã cúng dường con dâng cho ân sư Giác Giới. Thì hôm nay là lần thứ hai. Con xin được dân cúng dường cho sư. Là vị thầy mà đã ban cho con chánh trí. Con để con tỏ lòng tri ân đến sư. Và con xin dân đến cho sư Chí Đức. Sư đã lập nên cái room Phật giáo Nam Truyền để cho con được học. Chứ để con đi một lần xa lắm, mà nửa tháng một tháng không mới đi một lần, mà con không biết chạy xe, con phải nhờ người thân của con nên rất là khó. Mỗi khi con về chùa Duyên Giác học
pháp rất là khó, cho nên là con rất là tri ân sư và sư Chí Đức. Thì con tri ân thì sư dạy, tri ân đến cha mẹ thì con biết con làm được, còn như là tri ân đến sư thì sao, thưa sư con làm bằng cách nào? Thì lần trước con có nghe là sư không nhận tịnh tài, sư cũng không nhận tịnh vật, thì con chỉ có một thứ này thôi để con xin dâng cho sư, để con tỏ lòng là tri ân sư và con kính sư, xin được sư nhận cho con ạ. Dạ, và con xin hướng tâm thanh tịnh đến sư. Dạ. Đời cho con một mảnh tình trọn vẹn, bất ngờ nửa mảnh còn đây, nửa kia không biết từ bao giờ, hỏi lòng do bởi tại sao. Dạ. Dạ, do gì? Mũi tên đạo pháp gây rung chuyển, nửa mảnh vỡ tan nửa mảnh còn. Là cái bài này khi con nghe lần đầu tiên, con nghe sư Giác Giới giảng trên Facebook, con bị chấn động, là con viết lên bài này, con dâng cho sư, ân sư của con. Dạ. Thì hôm nay con xin kính dâng đến sư, để con tri ân sư và sư Chí Đức nửa mảnh vỡ tan của con. Dạ, vậy con chỉ có bấy nhiêu để con kính dâng sư. Dạ, con kính sư đón nhận cái tâm kính thành của con ạ. Dạ, con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bất Thà Giá. Nam Mô Bất Thà Giá, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, chúng tôi nói rồi. Quý vị dâng những cái điều cho những người nào trong điều kiện cần thiết thì giờ giúp họ. Chúng tôi thì nghĩa là không phải là dư giả gì, nhưng mà chưa đến nỗi thiếu thốn. Thì bây giờ cô ở gần ngài trưởng lão Trí Đức thì tới dâng cho ngài đi, để cho ngài còn làm được nhiều việc. Ngài hoặc là nếu mà ngài cũng muốn giúp một số cái điều kiện cho cái dùng đó hay dùng khác, nhưng mà thì ngài trong nước ngài biết, thì trong nước mà họ cần cái đó thì mình dâng chi cho đó, mình dâng để cho gọi là phát sanh tới cái chỗ mà mình muốn dâng thì nó tốt hơn là dâng cái người đó họ không có xài được. xin sorry cô nè. Bữa trước chẳng như xin với mấy người muốn dâng gì đó, coi cái chỗ nào đang cần thiết, đang thiếu thốn, đang này đang nọ đó, thì nên tạo phước ở trên nơi đó nó tốt hơn. Còn cái người mà người ta không, nghĩa là không có dư giả, không có giàu thì nhưng mà trong cái điều kiện vẫn có thể sống được mà không phải nguy hiểm gì thì mình nghĩ là quản lại đi, dành cái điều kiện đó cho người khác. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con Nguyên Trang và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ sư Quán Không, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú với cái tâm của cô Hạnh Kiểm ạ. Dạ, kính bạch ngài, con có một cái câu hỏi. Dạ thưa ngài, con có một vị, con nghe một vị giảng là về 16 tâm thiền, thì trong đó là khi mà mình khi tâm bất thiện, cũng như là khi tâm tham sanh khởi, thì mình nhận mình có chánh niệm, khi mình có niệm thì cái tâm tham nó sẽ mất, và khi tâm sân sanh khởi mình có niệm thì tâm sân sẽ mất. Và con hiểu cái vấn đề đó rồi, khi mà cái tâm si rồi cái việc đó là khi mà cái tâm si ở trong thiền đó ngài, cái tâm si là mình thấy một cái hình ảnh gì đó và mình nêm cho nó, mình đặt tên nó, thì cái tâm đó là tâm si. Dạ, con lấn cấn cái chỗ đó đó ngài, tại vì con biết là thật ra cái gốc là mình, gốc của cái tham sân là cái si, mà khi con cũng con cũng không có thông về, mà khi mà mình trong thiền mà mình thấy một cái hình ảnh mà mình
đặt tên cho nó, thì cái đó là tâm si. Và con kính thân xin Ngài có thể chỉ dạy cho con phần này không ạ? Và con kính tri ân Ngài rất nhiều ạ. Và con xin xuống mít, con kính nhân mít lại cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Nguyện Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Nói chuyện gì mà nghe thật lách. Khi mà cái người hành thiền đó tới cái mức độ mà chưa đắc thiền, đừng nói gì đó, là cần định thôi, thì làm sao mà thấy cái này thấy cái nọ được. Bởi vì khi mà cái tâm mà nó bắt đầu nó vững chắc thì nó có cái niêm mít của thiền, chứ có cái đối tượng là cái niêm mít của thiền. Ví dụ như mình nói là mình nhìn làm cái hình casino đi, hình tròn để phía trước sơn cái màu nâu, màu mặt trời buổi sáng đó, màu mặt trời lúc bình minh đó, mà mới ấy đó. Rồi mình vào đó thì cái niêm mít đó nó giống như đó, nó trông lên hoài, thì mình dính vào cái niêm mít đó rồi còn thấy cái gì nữa. Nếu mà thấy như vậy là nó đâu còn ở trong cái trạng thái của cái tâm của người hành thiền đâu. Thành ra lúc đó không có thấy gì đó, chỉ thấy cái tướng của cái đối tượng mà mình đang dùng cái niệm để quan sát nó mà thôi, quan sát nó mà thôi. Và nó vững chắc ghê lắm đó. Thành ra có một số cái điều kiện làm cho nó bị mất là trong thanh tịnh đạo cũng có đề cập đấy đó. À, thí dụ như mình cái niêm mít của mình là cái đó mà mình đi cùng chiều với mặt trời đang mặt này, mặt trời mà nó chiếu vô mặt mình thì cái đó nó mất liền, tại vì cái mặt trời ngoài nó sáng hơn, nhiều khi nó sáng, nó chó hơn cái ấn tướng mà mình đã nhìn thấy khi mình hành cái thiền casino. Thì lúc đó là kể như đâu còn cái gì là tâm thiền đâu nữa, mà ở đó mà có cái này có cái nọ, không có gì đó. Lên tới đó là nó vững chắc ghê lắm rồi, chứ mà tôi giữ thôi, chứ làm sao mà bị cái khác nó chen vô. Đó. Ngay cả người hành thiền minh sát cũng vậy, tới cái tệ thứ tư đầu á, phần đầu của tệ thứ tư tức là tà ru ná của thế giáp giá già ná đó, thì có thể thấy tầm bậy, bởi vì cái quy hoạch sinh vật kỳ lệ xã nó chen vô, cái phiền não minh sát nó chen vô, nó mới thấy là mình thấy tầm bậy tầm bạ. Mà nếu mà nó thấy mà nó, quý vị nên nhớ cái chuyện này, trong 10 cái phiền não của thiền minh sát đó, 10 cái quy hoạch sinh vật kinh lệ lê xả, chính cái đầu tiên là pháp tốt hết á, chứ không có pháp nào xấu hết á. Nhưng cái cuối cùng á mới là pháp xấu, tức là cái tham nó chen vô. Ví dụ mình thấy cái ánh sáng sáng gì đó, nhưng mà tại vì cái niệm mình có, nhưng cái định nó tới tệ thứ tư, cái định nó vẫn còn là có thể bị lung lay, thành ra cái điều kiện đó nó mới làm cho cái người đó dính mắc vô đó, mà dính mắc vô đó là đi ngã khác liền, chứ đi xuống liền, chứ làm sao mà còn ở đâu đó mà. Thấy không, anh thiền cũng vậy chứ, thiền là tới khi cái ấn tướng của ấy nó phát sanh là làm sao mà mình có thể mình thấy cái gì đâu mà đặt tên. Nếu mà thấy cái đó thì đâu có được, chưa tới cái trình độ đó, tức là mới tập quán tập niệm vậy thôi, là chưa tới trình độ đó thì nó mới có thể lọt những cái khác vô được chứ, phải không? Nam mô Bổn Thà Gia. Dạ Nam mô Bổn Thà Gia. À, dạ con đã hiểu rồi, con kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con chỉ còn 20 phút nữa thôi. Dạ con kính mời bàn tay. Con thấy hình như là, dạ con thấy bàn tay, dạ con có câu hỏi hả? À, không biết là bàn tay của sư Quán Không không ạ? Dạ hình như có bàn tay của sư Quán Không. À, dạ để con kính thưa sư, con đọc câu hỏi trước nha sư. Dạ con đọc câu hỏi, con thấy câu hỏi này cũng lâu rồi. À, sau đó là con kính thỉnh sư ạ. À, thưa sư, có phải sắc do nghiệp sinh là ba loại sắc đầu tiên khi tục sinh, sắc thần kinh thân, sắc tính
và sắc ý vật không ạ? À? Dạ, con kính dâng bích lại cho Ngài ạ, à, để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ, con kính tri ân Ngài. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Trong sách na tái tục đầu tiên có tới 30 loại sắc cho cái người sanh ở cái cõi dục này. 30 loại chứ không phải là 3 sắc. 30 loại sắc: ca giá, pha quá và quách thụ. À, nói theo tiếng cái nhóm của nó là ca giá, dasaka, kalapa. Pha quá tức là phá quá, kalapa. Và cái sắc cái vật là thầy giáo quách thụ đó. Đó là tổng cộng 30 sắc đó. Chứ không phải không là chúng sanh bắt đầu từ cái sinh đó là ca giá pha quá quách thụ đó. Chúng sanh đã bắt đầu có sự sống từ lúc đó, chứ không phải là 3 sắc. 30 sắc, 3 nhóm. Bởi vì quý vị nên nhớ đó, không có cái sắc nào mà nó phát sanh một mình đó. Cái sắc mà nhỏ nhất mà nó phát sanh đó, mắt thường mình không thấy đâu, đưa vào cái hiển vi cách mấy đó, thì nó cũng phải có 8 tối thiểu. Nó phải có 8. Thường thường trong dân người nào di pháp biết là 8 sắc bất ly đó. Đó, tức là phải có 8 cái như vậy đó. Nghĩa là một nhóm là 8 cái. Rồi tùy theo cái điều kiện ấy là có thể là thêm 9, thêm 1 là 9, thêm 2 là 10, thêm 3 11 là nó đi tối thiểu, chứ không thành ra khi lần đầu tiên mà nó phát sanh là tổng cộng 30 sắc tất cả. Cái giá pháp có tụ 30 sắc. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Dạ, sa thú con kính tri ân Ngài đã giảng dạy ạ. Dạ, không biết là Xích Thiện Vũ còn có thắc mắc gì không ạ? Dạ, nếu không thì con kính thỉnh còn hả? Ồ. Vậy mời Xích Thiện Vũ chat tiếp đi ha, hay là có thể cầm mic nha. Nguyên Trang kính mời ạ. Rồi sau đó Nguyên Trang sẽ thỉnh sư quán không ạ. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Liễu Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Quán Thông, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ, thưa sư, tại con ban nãy con nghe sư Quán Thông hỏi về các cái bệnh và sư nói là bệnh do có 4 nguyên nhân: nghiệp, rồi tâm, rồi vật thực, rồi thời tiết. Thì từ lâu rồi đó con vẫn cứ hiểu là bệnh do nghiệp á, là những cái bệnh không chữa được, ví dụ như bệnh ung thư. Là thường thường cái nghiệp của cái người bệnh đó là thường họ mắc về nghiệp sát, nên là trong cái lúc này mà khi mà họ bệnh đấy thì họ không có chữa được. Thì khi sư lúc đầu sư trả lời thì sư nói là những cái bệnh nào mà dính về sắc khi nghiệp sanh thì nghĩa là bệnh về nghiệp. Thì con xin sư, con cũng hiểu là 33 cái nhóm đầu tiên là 30 sắc giống như sư vừa dạy. Thì con xin sư dạy rõ cho con thêm về cái bệnh về nghiệp ạ. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nó có nhiều loại lắm, nhưng một cái loại mà liên quan tới thân mình có thể mình xác định được là những cái sắc nào mà quý vị thấy 27 cái sắc của người nam và 27 sắc người nữ đó, có bao nhiêu loại phát sinh doanh nghiệp. Thì khi mà đụng vào những cái loại đó đó thì chắc chắn là bệnh đó do nghiệp, mà không phải là không chữa được, nếu nặng mới không chữa được, mà nhẹ vẫn có thể chữa được như thường. Thí dụ như bây giờ cái người đó bị thận nghe, vẫn có thể thay thận được chứ không phải không. Ăn thua nghiệp nhẹ hay nặng mà thôi. Có những cái nghiệp, nếu bệnh do nghiệp thường thường á là nó nặng lắm là thì mình mới biết. Chứ có nhiều khi nó phải nói chứ, có nhiều người bệnh về gan, về thận đồ này kia xong, cho tới khi nào nó có triệu chứng mà rồi nó đi chụp hình chụp đồ, nó phát giác ra là rất là nguy hiểm. Muốn biết cái đó thì học di pháp về 28 sắc pháp đi. Trời ơi, chứ còn bây giờ hỏi ngồi phân tích nữa ấy ha. Là 28 sắc pháp là coi rồi mình phải biết cái đó nè,
trong những cái sắc của mình có nào liên quan tới những cái sắc đó. Chứ còn bây giờ mà phải chi tiết vậy thôi, chứ còn có không bao nhiêu phút nữa thôi. Để mời Tỳ Kheo Quán Không nha. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vụ đã cho biết là âm thanh rõ. Dạ, kính bạch ngài, dạ, thì cái câu hỏi trước đây trước á thì có liên quan đến cái vấn đề đặt tên. Thì con thấy trong vi diệu pháp thì có đề cập đến cái danh chế định, nghĩa chế định. Thì cái đặc tên đó nó liên quan đến cái danh chế định, nghĩa chế định thôi, chứ nó không có liên quan gì trong cái vấn đề hành thiền, phải không bạch ngài? Dạ, con xin dâng với trình ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, vẫn liên quan chứ. Mình nói thì mình nói theo lời dạy của Đức Phật thì nó có hai chuyện, tức là chế định và thực tính. Thành ra những cái mà mình chế định thì cái chế định nó có ba chuyện để nói. Chế định không có thực tính pháp, chế định có một nửa thực tính pháp, và chế định có 100% thực tính pháp. Thì bây giờ hỏi chế định với thực tính pháp, hai cái nó đều có liên quan tới thiền không? 100% là nó liên quan. Nó liên quan như thế nào? Thí dụ như bây giờ đó, mình niệm về thể trược đi, mình cứ kê xả lô ma nó khả thanh ta tại châu đó, thì cái danh từ kê xả này là, nó là một thực, một loại chế định có thực tính pháp. Và chế định có nửa thực tính pháp, chế định có nửa thực tính pháp, đây là có thể hành thiền chỉ, và có 100% thực tính pháp là hành thiền quán. Thì khi mình niệm kê xả thì nó có ba trường hợp phát sinh. Thứ nhất, cái ấn tướng của nó đó là màu, ha? Màu đen của tóc hay là màu trắng của mấy người tóc bạc hay gì đó. Thì khi nó phát sinh ấn chứng nó là màu sắc đó thì mình hành thì casino được. Nhưng mà khi mình niệm kê xả cái ấn chứng nó phát sinh là cái vật dơ bẩn, bất tịnh, bất mỹ, thì mình có thể hành thiền về bất mỹ. Nhưng mà khi mình niệm kê xả thì cái ấn chứng của thiền minh sát phát sanh, của thực tính pháp sanh, đó là cứng hay mềm. Mà khi cứng hay mềm thì mình dựa vào cứng hay mềm để mình hành thiền minh sát thì có hay đâu. Nó liên quan chứ, liên quan hết, chứ làm sao nó không liên quan được. Sở dĩ mà chúng tôi nói nó liên quan nhiều là tại sao? Tại vì Đức Phật khi giảng dạy cho mình á, ngài dùng chế định để ngài giảng. Mà chế định trong tạng luật với trong tạng kinh đa số là chế định có thực tính, không có thực tính pháp, hoặc có một nửa thực tính pháp. Nhưng mà chế định trong cái bộ di diệu pháp là trừ cái bộ nhân chế định, phần còn lại là có 100% thực tính pháp. Ví dụ như chế định câu đầu tiên là Kusala Thamma đó. Chứ Kusala đó tức là chỉ cho các tâm thiện. Chữ thâm ma đó chỉ cho 38 tâm sở đi theo cái tâm thiện đó. Phải không? Chữ cụ sơ la thâm ma bản chất nó là chế định. Nhưng mà chế định nó chỉ cái gì? Chỉ cái thực tính pháp. Là tâm thiện và các tâm sở đi phối hợp cùng với tâm thiện đó. Thì nó thành ra nó liên quan như hết, chứ làm sao không liên quan được. Thế nên nếu mình không bắt được cái đó thì mình hành thiền thiền gì cũng được đó. Bởi vì mình đâu có, khi mà quan sát là nó phát sinh cái này nó rụng rụng với nó đâu quay yên đâu. Bởi vì cái lúc đầu đó thì mình phải cần chế định đó. Thì bây giờ cái chế định đó, ví dụ như bây giờ đó mình không học, không hiểu kỹ đó, nên nhiều khi mình phê bình những cái nó không có chính xác. Ví dụ như nhiều người đi qua trường thiền ngày mai si về nói ôi phòng xẹp không phải là thiền minh sát. Phòng xẹp vẫn là thiền minh sát. Tại vì mình không biết cách quan sát, không biết cách nhìn đối tượng, nên mình nói không phải, cho nó là thiền minh sát. Thì tại sao chúng tôi nói thiền minh sát? Bởi vì chúng tôi dựa vào thực tính pháp để nói, chứ chúng tôi không có nói ngang ngang. Thực tính pháp là chỗ nào?
gió trong bụng mình có 6 loại: gió đi lên, ở, gió đi xuống, đánh rắm. Còn cái gió mà đi ra đi thì vô đó, nó làm cho cái bụng phồng lên. Thành ra khi cái người quan sát đó, không phải quan sát cái bụng phồng lên rồi, mà quan sát chất gió phát sinh cho tâm. Tại vì mình thở cái tâm luôn đó, nó phát sinh cái chất gió, nó đẩy cái bụng ra rồi vô, thì mình quan sát cái trạng thái di động của chất gió phát sinh cho tâm. Chứ làm sao mà nói không sẹp không phải là thiền minh sát. Thấy không? Thấy rõ ràng là thiền minh sát hay sao không phải là thiền minh sát? Thành ra người nào đi hành thiền mà nói cái đó không phải thiền minh sát, tức là không biết cách hành cho đúng mức. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma á. Nam mô Sang Khai á. Dạ, con đã thấy sư quán không xa thú, xa thú ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ, con không biết sư quán không còn câu hỏi không ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Xích Thiện Vũ. Thưa sư, sư cho con biết sắc nào do nghiệp ạ? Ồ, dạ, hỏi rồi hả? Dạ, dạ xin, con xin sám hối. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Có bàn tay. Dạ, con kính mời. Dạ, con kính mời bàn tay ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Ủa, bàn tay của ai vậy? Hình dáng nhất hạ nguyên trang không thấy. Sư quán không. Dạ con không biết sư có nghe âm thanh của con không ạ? À? Dạ con kính thỉnh sư quán không. Dạ con kính nhân mít lại cho sư ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Dạ thưa sư đã xuống mic rồi sư. Dạ con cầm mic là sư đã xuống mic rồi. Dạ sư còn câu hỏi được không sư? Dạ nếu sư còn câu hỏi nữa sư có con kính thỉnh sư ạ, sư cho con biết tại con không thấy bàn tay của sư. Sư xuống bàn. Sư xuống bàn tay hả sư? Dạ, thật ra con không có thấy bàn tay, hình như bàn tay của sư không còn nữa. Dạ. Dạ, bàn tay sư đã gỡ ra rồi sư. Dạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ, con kính mời đạo tràng. Không biết là đạo hữu tu học Phật Pháp có câu hỏi không ạ? À? Dạ, nguyên trang kính mời ạ. À. Hình như con thấy bàn tay của sư nữa phải không sư? Dạ con xuống mic nha sư, nếu mà sư cần câu hỏi cần. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á. Dạ con xin đảnh lễ quý sư. Quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, còn vài phút con có thêm hỏi một câu hỏi nữa là tại nãy vừa nói về nghiệp đó thưa sư, vậy mình có nên sợ nghiệp không thưa sư, hay là chỉ là mình sợ những cái ác nghiệp thôi mà mình phải nên hoan hỷ với những cái thiện nghiệp, mình nên có những cái thái độ như thế nào thưa sư? Con xin sư giảng cho con về điểm này. Dạ con xin dâng mic tới sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Làm gì phải sợ, nó mình đã làm rồi chưa làm á.
mình làm rồi chẳng bao nhiêu tăng kỳ kiếp, là kiếp này nó cho quả giáo quả tốt hoài đó. Tại những kiếp trước mình chưa gặp được giáo pháp của Đức Phật, thành ra khi bây giờ mình gặp được giáo pháp Đức Phật thì mình phải học theo đó để mình làm hỏi làm cái chuyện gì, tức là làm càng nhiều thiện pháp càng tốt. Khi mình làm càng nhiều thiện pháp càng tốt thì cái cơ hội của mình xa cơ nó rất ít. Bởi vì cái não của mình nó có hai chuyện thôi. Nếu mình không làm cho thiện pháp phát sanh thì ác pháp nó chung vô, nó thế chỗ chứ không có đường nào tránh khỏi. Quý vị cứ ngồi nghĩ là biết thiền tâm nó sanh diệt, nó không ngừng. Ngay cả mình ngủ nó vẫn sanh diệt như thường, tức là nó vẫn đi theo cái chu kỳ của nó. Mà khi nào mà cái sự sanh diệt đó nó lên lộ, là nó thành lộ trình mà có động tốc, thì tất cả những cái tâm sở tư trong động tốc được gọi là nghiệp. Thành ra mình làm càng nhiều thiện pháp thì mình tạo càng nhiều nghiệp tốt. Còn nếu mình không làm, mình để cho nhiều cái gì xấu nó phát sinh thì dĩ nhiên cái quả nó là quả xấu chứ không có đường nào. Nhưng mà đa số mình làm việc xấu nhiều hơn mình làm việc tốt. Tại sao chúng tôi nói mình làm việc xấu nhiều hơn tốt? Bởi vì mình có hai loại bạn. Bạn xấu thì tới 12 người, bạn tốt chỉ có 8 người thôi. Nhưng 8 người bạn tốt đó, thì mình thường mình chỉ thân với 4 người mà không có trí mà. Tức là 4 thầm thai thiện đi trí đó. Còn cái người bạn xấu, 12 người bạn xấu đó, mình luôn luôn thân cận đó. Quý vị không tin cứ đếm từ đầu tới nhiều. Mỗi ngày bao nhiêu cái tâm tham bất sanh, bao nhiêu tâm sân bất sanh và bao nhiêu tâm si bất sanh. Bất sanh rất là nhiều. Nhưng mà lâu lâu mới có được 4 người bạn tốt tới thăm, 4 cái tâm thiện ly trí mà thôi. Đó. Thì bây giờ ráng cố gắng mình làm sao 4 cái anh dưới đó phát sanh cho nhiều. Và nếu cần thêm 4 anh nữa là 8. Thì nó sẽ giúp cho mình khỏi phải lang thang ba cõi sáu đường nhiều. Bởi vì nếu mình dùng cái thiện đó để mình tạo thiện pháp, mình học hỏi thêm là cái thiện pháp nó tới cái mức mà nó làm cho các tâm siêu thế phát sanh được, thì kể như lúc đó mình có cơ hội để chấm dứt cái luân hồi này. Còn nếu mà vẫn dễ vui, mình để cho 12 cái người bạn xấu mà cái rủ mình đi hoài đó, thì 12 người bạn xấu nó thường nó rủ mình đi làm gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất sai, thấy không? Đó. Không có được nào tránh gọi. Còn cái nếu mà 8 cái anh thiện mà làm bạn mình thì nó xúi mình làm gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất sai, thấy không? Thì đời mình nó phải chứ có ai đâu. Đó. Thì nó bây giờ về suy nghĩ lại đi, rồi ráng cố gắng làm càng nhiều thiện pháp càng tốt. Có cơ hội là làm, có cơ hội là làm, chứ đừng hẹn ngày mai. Bởi vì khi mà chúng ta hẹn ngày mai đó, thì quý vị đừng có nghĩ là ngày mai nó có thiên đàng cho mình. Mình hẹn ngày mai là chắc chắn là ngày mai gặp cái anh ở dưới kia đó, cái anh ở dưới anh mắt mình cái là anh chỉ vô chảo liền. Thành ra quý vị nên nhớ chuyện đó. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tàu hệ giả kính thưa chư thần sinh nam quan đại trong đạo tràng. Tất cả pháp nào phát sinh trong hai giờ pháp thoại này, xin các pháp ấy là mối duyên lành để tất cả chư tông hệ giả cùng thần sinh nam quan nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy gia, nam mô Thầm Mà gia, nam mô Sẵn Khà gia, nam mô Đạt Tà La Tỳ Giá Xà. Quý vị mời quý vị hồi hướng về ông sông đó, nếu mà ngài trưởng lão có đồng rung thì nói với ngài đồng rung, còn không thì nói với sư thầy Đức làm dùng. Nam mô Bụt Thầy gia. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông đã dành thời gian quý báu của ngài đã vào room và chỉ dạy cho chúng con.
con để chúng con được hiểu rõ hơn về giáo pháp của Đức Phật ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, sau đây con xin hồi hướng, con xin sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo trước khi con thỉnh Sư Tuệ Đức chúc phúc ạ. Uttamang ge na vande hang ba da bang sung varuttamang Buddheyo kalito doso Buddho kamatutang mamang Uttamang ge na vande hang Thammang chaduvitham varang Thammeyo kalito doso Thambo kamatutang mamang Uttamang ge na vande hang Sankhan chaduvithottamang Sankheyo kalito doso Sankho kamatutang mamang. Dạ con kính thỉnh Sư Tuệ Đức có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khiến pháp ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ.